Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị. Và xin chào tất cả các anh chị rất là yêu thương của hệ thống D1. Và chúc các anh chị có một buổi tối ngập tràn tình yêu thương và hạnh phúc, cũng như là một lời chào trân trọng nhất. Lời đầu tiên, cho tôi xin được cảm ơn ban tổ chức đã tín nhiệm và cho tôi được chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã sắp xếp cái thời gian quý báu của mình và có mặt đầy đủ với một tinh thần tràn đầy năng lượng. Chúng ta hãy cùng vỗ một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả điều đó đi ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Trước khi chia sẻ cái chủ đề ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đôi nét về mình. Có thể các bạn có biết rồi nhưng có thể một số bạn chưa biết đúng không ạ? Vâng, tôi tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Hồng. Hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cấp bậc hiện nay tại DLC tôi đã tham gia như vậy là hơn hơn 4 năm rồi, hơn 5 năm rồi. Và cấp bậc hiện nay là giám đốc kinh doanh của DLC và là một nhà đào tạo viên của hệ thống D1. Tôi có một cái phương châm sống, đó là thành công bền vững phải dựa trên nền tảng tình yêu và lòng biết ơn. Và nhờ tình yêu, nhờ lòng biết ơn đó mà đã gắn bó tôi với gia đình DLC, với hệ thống D1 và đặc biệt là với một cái công ty DLC Việt Nam. Và với cái tình yêu đó thì tôi coi một cái luôn luôn xem cái gia đình hệ thống D1 của chúng ta như là một cái gia đình của tôi vậy. Tại vì dành thời gian hết luôn rồi, dành thời gian hết cho DLC và D1 luôn rồi. Từ sáng đến chiều luôn à, đến tối luôn. Coi như là có thể nói là thời gian hết 2/3 dành cho hệ thống và cũng như là cho sự nghiệp DLC. Chỉ có 1/3 là cho gia đình thôi. Và cũng như các bạn thì trong tất cả các buổi huấn luyện của hệ thống D1 đào tạo thì cũng như là những cái buổi huấn luyện những cái khóa học mà hệ thống D1 tổ chức hàng tối thì tôi tham gia rất là đầy đủ. Và ngay trong cái khóa 1 đó các anh chị, tôi cũng đã tham gia vào cái chương trình thử thách tăng cơ giảm mỡ và đã xuất sắc nha, giảm 2 kg và 6 cm vòng eo chỉ trong 21 ngày và đạt cân nặng lý tưởng và được ban tổ chức cấp cho tôi một cái giấy chứng nhận đã hoàn thành thử thách cái cuộc tăng cơ giảm mỡ của mình. Các anh chị thấy tôi có khá không ạ? Vâng. Và liên tục như vậy trong tiếp theo những cái khóa tiếp theo thì mình cũng tham gia đầy đủ ha. Và tiếp theo cái khóa tiếp theo thì tôi rất là vinh dự đạt một cái giải nhất của cuộc thi tư vấn viên chuyên nghiệp một kim cương. Về cái giải này hình như là chưa ai đạt hết. Có mình đạt thôi. và rất là vinh dự luôn các anh chị, một cái phần quà thật là to bự cũng như là một cái giấy chứng nhận rất là giá trị đối với tôi. Các anh chị ơi, hãy cảm ơn ban tổ chức cũng như là chúc mừng cho tôi một tràng pháo tay đi ạ. Dạ vâng. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Như vậy chúng ta đã đi qua suốt 17 buổi học đúng không ạ? Và chúng ta đã nhận được rất là nhiều kiến thức từ các nhà đào tạo viên của hệ thống D1 trao cho chúng ta xuyên suốt trong 17 ngày. Chúng ta biết cách ăn, biết uống đúng không ạ? Biết cách thở và biết cách cân bằng năng lượng, cân bằng âm dương, cân bằng lục vị đúng không ạ? Và để làm gì ạ? Để cuối cùng chúng ta thiết kế một bữa ăn sao cho phù hợp từng đối tượng với khách hàng của chúng ta. Vậy để chúng ta giúp đỡ cho khách hàng thì chúng ta phải trở thành một nhà tư vấn viên chuyên nghiệp có kiến thức hẳn hoi và được một cái tờ giấy chứng nhận đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là hoành tráng như vậy để chúng ta tự tin, chúng ta có một cái sự tự tin cũng như là một cái sự chứng nhận từ cái phía ban tổ chức thật là uy tín của hệ thống D1 chứng nhận cho chúng ta đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại và
để chúng ta đi vào một cái quy trình để giúp chúng ta trở thành một tư vấn viên chuyên nghiệp. Như vậy, có một câu như thế này, của cho không bằng cách cho, đúng không ạ? Nhưng mà cũng có một câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có nghĩa là khi chúng ta muốn giúp cho ai điều gì thì chúng ta phải hiểu mình và hiểu khách hàng của chúng ta. Và để chúng ta thấu hiểu khách hàng thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải từng bước đi vào thế giới bên trong của khách hàng. Đi vào thế giới bên trong của khách hàng để làm gì ạ? Để chúng ta hiểu được, thấu hiểu được khách hàng, những cái nhu cầu của khách hàng là gì, những cái mục tiêu của khách hàng là gì, và đâu là những khó khăn, tại sao khách hàng của chúng ta chưa đạt mục tiêu, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đi xuyên suốt thành một cái quy trình để chúng ta từng bước chúng ta sẽ chinh phục được cái thế giới bên trong khách hàng. Và khi chúng ta chinh phục được thì chúng ta sẽ, lúc đó chúng ta sẽ mới giúp đỡ được cho khách hàng của chúng ta đạt được mục tiêu. Và đó cũng là cái chủ đề của ngày hôm nay, 8 bước chinh phục thế giới bên trong khách hàng. Bao nhiêu trong số các anh chị thật sự hào hứng với cái chủ đề này và sẵn sàng chúng ta cùng nhau chia sẻ? Hãy nhắn thật nhiều vào ô chat chữ SSSF đi ạ. Nhắn thật nhiều vào chữ S đi ạ. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ. Vâng, chúng tôi đã nhận thấy rất là nhiều chữ S. Vâng. Vâng. Và những cái kỹ năng này có thể chúng ta bước vào một buổi tư vấn viên chuyên nghiệp đầy tự tin, và chúng ta có thể gì ạ? Ứng dụng ngoài cuộc sống của chúng ta đều được các anh chị nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng bước một. Và đây là cái chủ đề từng bước của chúng ta. Bước thứ nhất là chúng ta thu thập thông tin khách hàng. Thu thập thông tin khách hàng để làm gì các anh chị? Để chúng ta thiết kế bữa ăn, đúng không ạ? Rồi, bước thứ hai, sau khi chúng ta thu thập thông tin khách hàng rồi, chúng ta sẽ xác nhận lại mục tiêu của khách hàng là gì. Chúng ta xác nhận mục tiêu của khách hàng rồi, chúng ta sẽ đi vào bước 3. Bước 3 là bước chúng ta sẽ đi vào thế giới bên trong khách hàng. Đi vào thế giới bên trong khách hàng để làm gì ạ các anh chị? Như vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu, đúng không ạ? Để thấu hiểu khách hàng và giúp đỡ cho khách hàng đạt mục tiêu. Rồi, bước thứ 4, sau khi chúng ta đi vào rồi thì chúng ta hãy lắng nghe những kế hoạch của khách hàng là gì. Chúng ta lắng nghe kế hoạch của khách hàng là gì. Sau khi chúng ta nghe kế hoạch của khách hàng rồi thì chúng ta đi vào bước 5. Chúng ta hiểu rồi, đúng không ạ? Chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ đi vào bước 5. Bước 5 là bước chúng ta sẽ nói ra những cái nguyên nhân và những cái giải pháp để chúng ta giúp đỡ cho khách hàng hiểu hơn. Sau khi chúng ta trình bày những cái nguyên nhân và giải pháp rồi thì chúng ta đi vào bước 6. Khi khách hàng nghe chúng ta nói về những nguyên nhân và giải pháp rồi thì chúng ta hãy kể những câu chuyện thành công. Những câu chuyện này nó sẽ liên quan đến những cái trường hợp giống như khách hàng đang gặp phải và đã có kết quả. Rồi, chúng ta kể câu chuyện thành công để làm gì ạ? Để xác định và để củng cố niềm tin cho khách hàng, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bước 7. Khi khách hàng chúng ta nghe rồi, khách hàng nói chúng ta nghe, chúng ta có đưa ra những cái nguyên nhân và giải pháp rồi và kể những câu chuyện thành công rồi, và lúc đó khách hàng có những câu hỏi thì chúng ta lúc bước này chúng ta giải đáp cho khách hàng, đúng không ạ? Và bước 8 là cái bước giúp khách hàng ra quyết định. Đây là cái sườn bài để chúng ta theo quy trình này chúng ta sẽ làm một cái bài tư vấn viên. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào chi tiết từng bước một. Bước một là bước thu thập thông tin khách hàng. Về bước này chúng ta có ba cái từ khóa để chúng ta chú ý. Bước từ khóa thứ nhất đó là xã giao. Từ khóa thứ hai là chúng ta hãy tìm hiểu về thông tin về cá nhân của khách hàng. Bước thứ ba, từ khóa thứ ba là chúng ta tìm hiểu về sức khỏe của khách hàng. Rồi, bước thứ nhất, xã giao làm gì ạ? Khi chúng ta gặp gỡ một khách hàng, cái việc đầu tiên thì chúng ta cần xã giao. Xã giao để làm gì ạ các anh chị? Mục tiêu xã giao là để chúng ta giới thiệu về mình, làm quen với khách hàng và để làm nóng mối quan hệ,
làm ấm lên cái câu chuyện của mình, đúng không ạ? Và tới đây thì chúng ta hãy về cái bước xã giao thì chúng ta có những cái mục nhỏ nhỏ, có nghĩa là chúng ta chào hỏi nè, rồi chúng ta giới thiệu mình, rồi chúng ta làm quen với khách hàng của mình, để mà cái câu chuyện mình nó thêm gần gũi, nó thêm thân thiện thì chúng ta hỏi thăm khách hàng, rồi chúng ta hãy khen ngợi khách hàng. Vì sao ạ? Vì khi chúng ta, vì bản thân của chúng ta, có ai thích, có ai không thích khen không ạ? Nhưng mà chúng ta khen một cách chân tình đó các anh chị, chúng ta khen một cách chân tình thì khách hàng sẽ cảm thấy rất là vui, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gì ạ? Lúc bây giờ thì chúng ta xác định cái mục tiêu ban đầu, khách hàng đến gặp chúng ta là với cái mục tiêu gì? Tăng cân, giảm cân, hay là giữ cân, hay là về sức khỏe, hay là về làm đẹp, đúng không ạ? Về cái phần xã giao này, chúng ta có một cái thời gian để chúng ta làm quen, giới thiệu, vân vân. Và sau đó chúng ta hãy tìm ra và xác định cho được cái mục tiêu ban đầu của họ gặp mình để làm cái gì, đúng không ạ? Tại vì mình phải hỏi, mình không hỏi thì khách hàng sẽ không nói. Và khi mình hỏi có mục đích như vậy, và mình có những cái bước xã giao như vậy, thì chúng ta bắt đầu chúng ta bước vào cái thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, đúng không ạ? Và cái phần xã giao này, cái phần quan trọng này là cái câu xác định mục tiêu ban đầu của khách hàng, đúng không ạ? Để mà mình xác định mục tiêu ban đầu của khách hàng thì mình phải làm gì ạ? Chào hỏi, làm nóng, giới thiệu và làm quen, đúng không ạ? Khen ngợi, hỏi thăm, đó là những cái xã giao bình thường thôi để chúng ta cũng có thể xã giao được. Và về cái bước cá nhân thì chúng ta thu thập những thông tin như thế này. Thứ nhất là về cân nặng nè, thứ hai là về chiều cao, thứ ba là về tuổi, thứ tư là về cấp độ hoạt động, và thứ năm là chúng ta hỏi đã có con hay chưa đối với nữ. Tại vì sao chúng ta phải theo cái trình tự này ạ? Là vì chúng ta theo cái công thức để mà tính năng lượng mục tiêu, các anh chị có nhớ không ạ? Và thiết kế bữa ăn. Nếu thiếu trong một trong những cái năm bước này, năm câu hỏi này, hoặc là năm thông tin này, thì các anh chị sẽ không làm được bài thiết kế bữa ăn cho khách hàng, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta hỏi cân nặng của chị, rồi chiều cao của chị, tuổi của chị, rồi đồng thời không hỏi cấp độ hoạt động, vì khách hàng không hiểu, mình dùng cái từ cấp độ hoạt động, khách hàng có thể không có hiểu cấp độ hoạt động đâu, nhưng mà hỏi là chị đã tập thể dục, những cái môn gì, mỗi ngày tập hay là mỗi thời ngày như vậy, chị tập bao nhiêu phút, mỗi ngày tập hay sao, hay là một tuần tập mấy ngày. Từ đó chúng ta suy ra chúng ta sẽ tính được cái cấp độ hoạt động của khách hàng, đúng không ạ? Rồi đối với nữ thì chúng ta không quên hỏi những cái câu đã có em bé hay chưa nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ hỏi về thông tin về sức khỏe. Thông tin về sức khỏe chúng ta có 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất chúng ta tập trung về hệ tiêu hóa, tại vì hệ tiêu hóa rất là quan trọng, và về hệ tiêu hóa thì chúng ta thấy là chúng ta dễ hỏi hơn, đúng không ạ? Tại vì nếu như bắt đầu chúng ta hỗ trợ cho sức khỏe mình về vấn đề gì thì bắt đầu phải là từ hệ tiêu hóa, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hỏi dạ dày, liên quan đến dạ dày của bạn có bị đau hay không, vấn đề tiêu chảy của bạn có bị hay không, hoặc là táo bón hay không, táo bón lâu chưa. Rồi chúng ta có thể hỏi về phân, ví dụ vậy nha. Rồi sau khi chúng ta hỏi tiêu hóa xong thì chúng ta sẽ hỏi về bệnh lý. Và cái câu số 2 này về xoay quanh những cái bệnh lý là mãn tính. Mãn tính là vì chúng ta sẽ hỏi thêm là cái đường huyết hoặc huyết áp hoặc gan thận của khách hàng của chúng ta, để khi chúng ta tư vấn, chúng ta thiết kế thì chúng ta lưu ý cái chỗ này để chúng ta chia nhỏ bữa ăn hoặc là chia nhỏ nước uống cho khách hàng. Rồi câu số 3 liên quan đến gì ạ? Xác định năng lượng gì ạ? Câu số 3 chúng ta hỏi để chúng ta xác định năng lượng gì ạ? Năng lượng tủy xem khách hàng có những cái biểu hiện này hay không. Ví dụ như có mất ngủ hay không, có ngủ ngon giấc hay không, rồi có bị lạnh tay hoặc lạnh chân hay không, có đi tiểu đêm hay không, và tiểu mấy lần, nước tiểu màu gì, đúng không ạ?
Khi chúng ta nghe khách hàng kể về những cái bệnh lý mà khách hàng đang gặp xoay quanh những cái vấn đề này thì chúng ta xác định ngay người này đang bị gì ạ? Thiếu năng lượng tủy, đúng không ạ? Rồi, câu số 4 chúng ta hỏi để chúng ta xác định xem khách hàng của chúng ta có bị thiếu năng lượng hay không. Khi chúng ta hỏi bạn có bị stress không, bạn có bị đau đầu hay không, có mỏi cổ vai gáy hay không, có hay buồn ngủ không và có tinh thần có mệt mỏi hay không. Và khi chúng ta nghe khách hàng kể về những cái bệnh này thì chúng ta xác định ngay là họ đang bị thiếu năng lượng não. Như vậy khi chúng ta khai thác được những cái thông tin này thì chúng ta nắm được các vấn đề của khách hàng. Được chưa? Như vậy thì chúng ta để làm gì ạ? Chúng ta sẽ thiết kế bữa ăn thô và bữa ăn tinh cho khách hàng để cho phù hợp với cái sức khỏe của khách hàng. Sau khi chúng ta thu thập thông tin xong thì chúng ta sẽ sang cái phần có một số cái câu hỏi cũng như là một cái số cái câu ví dụ để các bạn có thể tại vì như thế này, trong cái phần xã giao hoặc là trong cái phần mà mình làm quen thì chúng ta thường thường gặp hai đối tượng đó các anh chị. Một đối tượng là hướng hướng ngoại, một cái đối tượng là hướng nội, đúng không ạ? Và khi chúng ta gặp khách hàng thì chúng ta sẽ hình dung, vẽ một cái chân dung của khách hàng, người này là hướng nội hay là hướng ngoại. Vì sao để chúng ta nhận biết như vậy ạ? Làm gì để chúng ta biết như vậy ạ? Nếu một người chúng ta thấy nhanh nhẹn, chúng ta thấy nói chịu nói, đúng không ạ, xã giao hoặc là người ta cởi mở thì người đó là hướng ngoại. Còn cái người mà người ta chậm chậm, người ta từ từ, thì người này thì sao ạ? Ít có cởi mở hơn thì người này là hướng nội, đúng không ạ? Thì phân biệt được hai đối tượng ban đầu như vậy để chúng ta có thể gì ạ, chúng ta tiếp cận dễ dàng hơn. Và ở đây là chúng ta phải tâm lý ở cái chỗ là nếu một người nào mà họ đã sẵn sàng mở lòng thì chúng ta sẽ dễ dàng giao tiếp. Nhưng nếu một người mà người ta đang hướng nội thì chúng ta phải làm sao ạ? Chúng ta chính là người chủ động, đúng không ạ? Chúng ta phải chính là người chủ động và chúng ta đưa ra những câu gần gũi với, vì những người hướng nội là họ thường thường thích cảm xúc và thích tình cảm. Như vậy thì chúng ta đặt những câu hỏi gần tình cảm, ví dụ như gia đình với chồng với con chẳng hạn, thì người ta sẽ mở dễ dòng, người ta dễ dàng, người ta sẽ thể thổ lộ với mình, đúng không ạ? Tại vì những cái tiếp người hướng nội thường là tình cảm lắm, đúng không? Rồi đây là những cái câu có thể là các anh chị là chùm rồi, chùm xã giao, chùm coi như là giao tiếp rồi, đúng không ạ? Và các anh chị đã rất là thành công, đúng không ạ? Nhưng mà đây là đối với những người người ta chưa biết bắt đầu là cái gì. Đây là có một số những câu hỏi gợi ý thôi. Có thể các bạn có những câu hỏi hoặc là những câu xã giao rất là hay, đúng không ạ? Đây là một số câu hỏi để gợi ý cho các bạn thôi. Các bạn có thể xem nha. Nếu được thì các anh chị có thể học hỏi. Ví dụ cái phần chào hỏi chúng ta sao? Em chào chị, em là Hồng, là tư vấn viên chuyên nghiệp của tập đoàn DLC. Em rất vui được quen biết chị. Xin hỏi chị tên là gì ạ? Lúc bây giờ thì chúng ta sao ạ? Chúng ta tìm những cái điểm nào ở trên người đối diện chúng ta. Chúng ta khen, khen những cái gì người mình thấy và mình công nhận cái điều đó, và ai cũng công nhận điều đó là cái sở trường hoặc là cái điểm ưu của họ, mình khen nha các anh chị, đừng có khen đểu, mình khen một cách chân tình thì người ta sẽ rất là vui nha. Ví dụ như gặp, bình thường em thấy chị ở trên Zoom á, thấy trẻ rồi, nhưng mà bây giờ em gặp chị ở ngoài chỗ em thấy chị còn trẻ hơn ở trong Zoom nữa, đúng không ạ? Thích đâu ạ? Rồi em thấy á, ở ngoài ở trong Zoom á, có thể chị nói nó vì âm thanh sao nghe không có rõ lắm, nhưng khi ra ngoài, ôi chị, em thấy cái giọng của chị á nó ngọt ngào lắm, chị nhà là người dễ chiếm tình cảm của người khác lắm á, đặc biệt là em em đang chị đang chiếm tình cảm của em, đúng không ạ? Mình khen những cái mà mình thấy, những cái mà mọi người công nhận, những cái mà họ tự họ gặp, đó là những cái điểm ưu của họ thì mình khen. Hoặc là hôm nay
Em thấy chị mặc cái bộ này rất là đẹp luôn, làm cho chị tôn dáng chị lên, làm dáng của chị rất là sang trọng luôn. Các anh chị nghe khen nhưng mà các anh chị thích không ạ? Thích không ạ? Đúng rồi, mình khen một cách chân tình thì người ta sẽ đón nhận thôi các anh chị nha. Và ở đây là gì ạ? Người ta nói là gì ạ? Để bắt đầu một câu chuyện là gì à, thì chúng ta biết nở nụ cười, đúng không ạ? Chúng ta phải biết nở nụ cười là vì sao ạ? Vì nụ cười là gì ạ? Nụ cười sẽ làm hai tâm hồn gần nhau thật là gần. Nụ cười chính là nụ cười để làm cho hai tâm hồn gần nhau thật là gần. Đó là trong sách luật hấp dẫn của nụ cười trích ra đó nha. Đó, thì cho nên là nếu như cảm thấy mình chưa làm ấm nóng thì mình nên mở nụ cười thân thiện trước, và sau đó chúng ta tiếp tục những cái bước tiếp theo. Rồi, sau đó chúng ta thể hiện cái sự quan tâm của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta hỏi thăm, à, nhà chị có gần ở đây không? Chị đi đến đây bằng ví dụ bằng phương tiện gì, ví dụ vậy. Thì bằng phương tiện gì chúng ta có thể đánh giá được đánh giá được cái khả năng cái mức độ nhà gần hay là nhà xa, được không ạ các anh chị? Được đúng không ạ? Và chúng ta đánh giá được, ví dụ người ta một người người ta đi xe Honda, một người ta đi xe hơi tới, khi người ta nói thì mình có thể hình dung được khả năng cũng như là tài chính của họ, đúng không ạ? Rồi chúng ta hãy hỏi chị công việc năm nay chị có vẫn ổn chưa ạ? Hay là ngoài cái công việc hiện tại của chị, bây giờ hết Covid rồi, chị có thể làm thêm một cái kinh doanh nào nữa hay không? Đó, hoặc là nói tóm lại cái phần hỏi thăm này, chúng ta làm sao đó để hỏi chị có được mấy cháu, hoặc là chị có nam nữ, là có bé trai bé gái đầy đủ hay sao, phải không? Đó thì có nghĩa là những cái câu hỏi này chúng ta để tìm ra được cái phần gọi là mấy bé. Vậy vậy thôi. Rồi. Rồi, đến cái phần 4 nhỏ thì chúng ta hỏi tiếp. Hôm nay chị gặp em. Em gặp chị, chắc em có việc gì cần chị giúp không? Hay là hôm nay em muốn chị giúp cho em điều gì? Hoặc là hôm nay em có thể chị có thể giúp gì được cho em? Ví dụ vậy. Qua những cái câu mà xã giao như vậy, qua những cái mục nhỏ như vậy, chúng ta thấy chúng ta có thể gần gũi với khách hàng chưa? Chúng ta thấy gần gũi với khách hàng chưa? Chúng ta thấy là chúng ta cảm thấy chúng ta gần hơn được một chút rồi, đúng không ạ? Có thể ngồi lâu hơn được chút xíu rồi, đúng không ạ? Và câu chốt này thì là cái câu sao? Không biết hôm nay chị đến tìm em để nhờ em giúp cho chị giảm cân, tăng cân, hay là về sức khỏe hay là về sắc đẹp Đây là cái câu để chúng ta dẫn vào để xác định cái mục tiêu ban đầu của khách hàng, được chưa? Vậy chúng ta đừng quên nha, những cái câu mà có màu đỏ thì chúng ta nhớ, chúng ta sẽ hỏi nha, hỏi cái gì không biết nhưng xoay quanh các cái chữ màu đỏ đó là chúng ta phải hỏi Rồi, được chưa? Hay là có thể chúng ta có nhiều cái cuộc giao tiếp của chúng ta có nhiều cái câu hay hơn để chúng ta khai thác thông tin khách hàng, nhưng đây là những cái số mẫu câu gợi ý thôi ha, có thể các anh chị giỏi hơn nhiều. Rồi, sau khi chúng ta đi hết cái phần 1 thì chúng ta sẽ sao ạ? Đi tiếp phần 2. Nhưng đối với phần 1 các anh chị thấy chúng ta có thể thực hành được hay không ạ? Đó là mới bước 1 thôi, xã giao thôi. Rồi bây giờ tới phiên thông tin cá nhân nè. Thông tin về cá nhân thì chúng ta sẽ hỏi 5 cái thông tin sau đây, đúng không ạ? Rồi, để em tư vấn tốt nhất cho chị, vui lòng hãy cung cấp giúp cho em 5 thông tin sau đây. Cân nặng, chiều cao, tuổi tác, chị tập thể dục bao nhiêu phút mỗi ngày, chị có mấy cháu rồi, hoặc là có cháu nào chưa. Thì tất cả những cái câu này thì chúng ta hãy ghi vào sổ của chúng ta nha. Ghi vào sổ chúng ta để chúng ta nắm. Nếu cái phần này chúng ta, ví dụ chúng ta thiếu một thông tin, thì chúng ta có làm bản thiết kế được không ạ? Làm bài thiết kế được không ạ? Không, đúng không ạ? Đúng rồi, không làm được. Tại vì sao ạ? Nó thiếu rồi, lấy đâu chúng ta điền vào cái công thức để chúng ta tính năng lượng, đúng không ạ? Tính năng lượng mục tiêu, năng lượng lý tưởng, đúng không? Cho nên là chúng ta không thể nào tính được, cũng như là thí dụ thiếu cái phần cân nặng thôi, chúng ta thiếu đi cái phần mà tư vấn nước cho khách hàng chúng ta rồi. Cho nên chúng ta, nếu như chúng ta hỏi
mà khách hàng trả lời chưa đủ thì chúng ta hỏi lại để khách hàng trả lời cho đủ những thông tin này. Sau đó chúng ta hãy hỏi đến cấp độ hoạt động, thì chúng ta hãy hỏi rõ để chúng ta xác định cái cấp độ hoạt động của khách hàng ở cái mức nào. Ví dụ hàng ngày chị có đi tập thể dục không? Chị thường tập loại cái thể hình nào, yoga, chạy bộ, đi bộ hay là aerobic? Tại vì mỗi loại thể hình này nó sẽ tiêu hao một cái năng lượng khác nhau, đúng không các anh chị? Và thời gian nữa, thời gian mỗi ngày chị tập được bao lâu? Và mỗi ngày chị tập hay là cách ngày chị tập ngày? Rồi mình hỏi thêm quá trình là giao tiếp, hỏi chị thường tập buổi sáng hay buổi chiều, ví dụ vậy. Thì câu chốt ở đây là gì ạ? Chị thường tập môn thể thao nào? Và mỗi tuần tập được mấy ngày, mỗi ngày được thời gian là bao lâu? Với cái câu này thì chúng ta chốt được khách hàng ở cấp độ nào. Khi chúng ta biết được cái cấp độ hoạt động chính xác của khách hàng thì chúng ta sao ạ? Dễ dàng tính cái năng lượng mục tiêu, năng lượng lý tưởng của họ. Được chưa các anh chị? Rồi, tiếp theo, đối với nữ thì chúng ta để ý cái câu là gì ạ? Chị có mấy cháu rồi nha. Rồi, ví dụ như qua cái buổi giao tiếp thì mình có thể nói hai bé gái, nếu mà bé gái thì chắc giống mẹ là chắc là xinh lắm nè ha, đúng không? Còn nếu bé trai thì như vậy thì công bằng. Rồi, được chưa ạ? Rồi, về thông tin về sức khỏe. Thông tin về sức khỏe cũng không kém phần quan trọng ha các anh chị. Chúng ta đặt những câu hỏi để lấy thông tin về sức khỏe thì chúng ta hỏi tiếp. Chị vui lòng cung cấp thêm cho em một số thông tin về sức khỏe nè. Thứ nhất, để chúng ta hỏi về dạ dày thì chúng ta hỏi chị về có đau dạ dày hay không? Chị có hay thường hay tiêu chảy hoặc là táo bón gì không? Đúng không ạ? Để chúng ta xem sao ạ? Vì khi chúng ta tư vấn thì chúng ta sẽ lưu ý về cái lục vị. Nếu những người nào mà đau dạ dày thì thường người ta gì hay nhạy cảm với vị chua, đúng không ạ? Ví dụ mình tư vấn chanh đường nhiều khi người ta không dám uống làm sao? Cho nên mình phải hỏi, sau khi để đó là mình xem để mình tư vấn cho khách hàng và cũng như là gì ạ? Củng cố cái niềm tin cho khách hàng về cái giải pháp của chúng ta, đúng không ạ? Rồi, câu số 2 thì chúng liên quan đến những cái bệnh mãn tính, ví dụ như là huyết áp, đường huyết của chị có cao hay không, rồi gan thận có vấn đề gì hay không, đúng không ạ? Để anh chị ạ, để chúng ta, vì những cái bệnh này nó là mãn tính và nó cũng khá là nghiêm trọng, đúng không ạ? Vì cho nên là mình những cái bệnh là nguy hiểm thôi, những nguy hiểm này rất là nguy hiểm, cho nên hãy tư vấn để chúng ta lưu ý cái phần thiết kế bữa ăn, thì chúng ta lưu ý là nên chia nhỏ bữa ăn, tính năng lượng calo gì đó, thì sau đó nước uống cũng nên chia nhỏ như thế nào để uống cho phù hợp nha. Rồi qua câu số 3 thì chúng ta hỏi để như vậy, chúng ta xác định năng lượng tỷ thì chúng ta hỏi những câu ví dụ như là chị có mất ngủ không, tiểu đêm không, hay là lạnh tay lạnh chân hay là không. Rồi nước tiểu lúc 15-16 giờ đến 15, từ 15 đến 16 giờ thì có màu gì? Nếu như ngày hôm đó khách hàng không nhớ, không để ý, thì chúng ta nói ngày hôm sau chị để ý và chị chụp hình, có thể là chị chụp hình và chị có thể là gửi lại cho em cái mẫu đó, được không ạ? Để chúng ta nhìn cái màu nước tiểu vào 15 đến 16 giờ. Đấy. Rồi, vì sao ạ? Vì cái giờ đó chúng ta xác định được người này có bị thiếu năng lượng tỷ hay không, đúng không ạ? Còn khi mà người ta đã tiểu ở trong lavabo, tiểu ở trong cái bồn rồi, là nước ở trong nó có rồi, vì khi nước tiểu mà người ta có vàng đụng với cái nước đó nữa, có sẵn ở trong cái bồn cầu nữa, nó sẽ bị loãng ra, không có chính xác cái màu. Cho nên chúng ta nói khách hàng hãy tiểu vào cái gì đó mà trong trong á, cái thau hay cái gì mà bằng trong trong ấy, để mà chụp hình lấy cái mẫu màu nước tiểu cho nó chính xác, chứ không tiểu vào trong cái bồn cầu nha các anh chị. Đó, cho nên mình nên lưu ý với khách hàng cái điều đó luôn nha. Rồi, để làm gì? Để chúng ta xác định coi người này có thiếu năng lượng tủy hay không. Qua câu hỏi số 4 thì chúng ta sẽ hỏi để xác định năng lượng não thì chúng ta sẽ hỏi chị có đau mà cổ vai gáy không, đau lưng không, có nhức đầu hay không, có mệt mỏi hay buồn ngủ gì không, và công việc của mình có bị áp lực hay không. Những cái câu hỏi này nó liên quan đến những cái lý do vì sao chúng ta phải hỏi, đúng không ạ? Và chúng ta hỏi để chúng ta xác định xem thiếu cái gì để chúng ta sẽ hỗ trợ cho khách hàng.
Rồi, sau cái phần này, các anh chị thấy mình có cần không ạ? Sau cái cần này, chúng ta thấy có cần không ạ? À, vì cái phần này là mới bước 1, nhưng mà bước 1 rất là quan trọng. Nếu bước 1 này không suông, thì chúng ta khó theo tiếp theo bước 2 lắm, đúng không ạ? Mà nếu mà bước 1 này nó thiếu, thì qua bước 2 chúng ta có thể hỏi lại làm sao đó để chúng ta thu thập cho đầy đủ những thông tin này, đúng không ạ? À, rồi đây là những cái câu hỏi gợi ý. À, chúng ta thấy những cái câu hỏi, những cái thông tin này có hữu ích không ạ? Chúng ta nhắn lên phòng chat đi, à, để chúng ta tương tác với nhau nè. À, vì khi chúng ta mà tương tác thì mình sẽ rất là thích, tại vì mình thích tương tác với các anh chị, đúng không ạ? À, cảm ơn tất cả các anh chị. Vâng, cảm ơn. À, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vâng, à, xong cái bước 1 thì chúng ta chốt lại 3 vấn đề, đúng không ạ? Thu thập thông tin gì ạ? Một là chúng ta xã giao làm ấm nóng, và câu chốt vẫn là xác định mục tiêu ban đầu. Bước thứ 2 là thu thập thông tin khách hàng, gồm có bao nhiêu thông tin ạ? Gồm có mấy thông tin ạ? 5 thông tin, đúng không ạ? Đúng rồi, 5 thông tin. Rồi, về thông tin về sức khỏe chúng ta cần hỏi bao nhiêu câu hỏi ạ? Bao nhiêu câu hỏi? Đúng rồi, 4 câu hỏi, đúng không ạ? 4 câu hỏi để chúng ta xác định về sức khỏe của khách hàng. Đúng rồi, các anh chị rất là thuộc bài, đúng không ạ? À, vì chúng ta sẽ là những người tư vấn viên chuyên nghiệp, đúng không ạ? Để chúng ta chinh phục khách hàng. Rồi, rồi tiếp theo, các anh chị thấy bước 1 như vậy chúng ta thấy có thắc mắc nhiều không ạ? Chúng ta có chưa hiểu phần nào không ạ? Chúng ta có thấy cần phải giải thích gì không ạ? Chúng ta có thể hỏi, chúng tôi sẽ trả lời ngay. Chúng ta có chụp hình được không? Chúng ta có cần phải lưu lại không ạ? Ờ, ok, cảm ơn các bạn. Các bạn rất là giỏi. Chúng ta thưởng cho chúng ta một tràng pháo tay đi. Cô cũng thích nữa. À, rồi. Rồi, chụp hình rồi đúng không ạ? Rồi, vậy đó. Đây là những câu hỏi gợi ý thôi cho các bạn. Mình biết các bạn rất là giỏi. Thật sự, các bạn rất là giỏi. Mình rất là yêu quý các bạn. Rồi, sang bước 2 nha. Bước 1 xong, chúng ta sang bước 2. Sau khi bước 1 xong, chúng ta lấy thông tin khách hàng hết rồi, đúng không ạ? Vậy chốt lại, chúng ta xác nhận mục tiêu của khách hàng là cái gì? À, khách hàng kể với mình hết rồi đó. Chúng ta xác định lại coi. Vậy thì cuối cùng, chị đến đây, chị nhờ em giúp cho chị cái điều gì nhé. Điều thứ nhất, cân nặng. À, về cân nặng thì chúng ta có gì ạ? Muốn giảm cân, tăng cân hay là giảm cân, đúng không ạ? À, cái lý do thứ hai là về sức khỏe. À, sức khỏe là gì? Chị cần em giúp cho chị về xác nhận lại cái mục tiêu là bạn có vấn đề về gì ạ? Dạ dày hay là tiểu đường hay là huyết áp hay là xương khớp, đúng không ạ? Và kế tiếp là chúng ta tìm hiểu về cái gì ạ? Sắc đẹp, xem xác nhận coi bạn ấy có nhu cầu về sắc đẹp hay không, ví dụ như là nám mụn hay là tăng vòng 1, muốn giảm vòng 2 hay là gì ạ? Hay là mụn nám hay tàn nhang gì đó. Thí dụ, tóm lại bước 2 sau khi mình nghe rồi, mình note lại trong giấy rồi, đúng không ạ? Mình ghi lại trong giấy rồi. À, như vậy nè, em nói chị nha. Chị á, hiện nay theo cái cân nặng của chị á thì em thấy là chị đang dư cân này. Tóm lại ghi ra luôn. À, tính được không các anh chị? Mình tính liền được không ạ? Tính liền được đúng không ạ? À, tính liền hiện nay chị đang dư ví dụ vậy 5 cân. À, rồi. À, sức khỏe của chị là đang gặp vấn đề dạ dày nè, xương khớp nè, đau mỏi cổ vai gáy nè, mất ngủ nè. Rồi. Về sắc đẹp á, thì chị đang có nhu cầu giảm gì ạ? Giảm vòng 2 đúng không ạ? À, giảm vòng 2 và chị muốn giảm nám và nó bớt nhăn lại đúng không ạ? À, mình xác nhận lại. Cái phần xác nhận lại mục tiêu này để làm gì ạ? Để coi mình nghe khách hàng nói mình nhận thông tin đủ hay chưa. Tại vì khi khách hàng nói mình có hiểu hết cái ý của khách hàng hay không, mình phải hỏi lại đúng không các anh chị? Bởi vì khi mà khách hàng nói thì mình phải ghi ra rồi, mà mình hỏi lại để xem coi họ trả lời có đúng với cái những gì mình ghi hay không, hay là mình có thiếu hay không, thì lúc đó mình lập tức mình ghi vào nếu thiếu. À, và sau khi chúng ta nghe tất cả các vấn đề của khách hàng, hỏi lại để xác nhận mục tiêu của khách hàng là như vậy. Nhưng chúng ta thấy rằng
Nếu như chị ấy muốn giảm cân nha, chị ấy muốn giảm cân mà chị ấy chưa có muốn giảm cân mà chị ấy đang muốn cải thiện về dạ dày, thì chúng ta hãy hướng dẫn khách hàng đặt lại mục tiêu cho đúng. Tại vì sao ạ? Trước khi anh giảm cân thì anh phải sửa lại cái hệ tiêu hóa của anh, đúng không ạ? Tại vì nếu như đã rối loạn về vấn đề tiêu hóa rồi thì bây giờ anh có uống cái gì nó đang bị mất cân bằng mà, bây giờ làm sao mà giảm cân được. Vấn đề là anh rối loạn tiêu hóa, anh rối loạn mất cân bằng dinh dưỡng thì anh mới bị tăng cân. Bây giờ anh muốn giảm cân mà anh không muốn hỗ trợ về cái sức khỏe về dạ dày của anh thì nó lại lâu hơn, đúng không ạ? Mình muốn giúp cho khách hàng có giải pháp trước, đúng không? Giải pháp về cái vấn đề sức khỏe của trước. Vì khi mà dạ dày của anh ổn, hấp thu tốt rồi, cân bằng được dinh dưỡng thì lúc đó anh muốn giảm cân hay tăng cân hay giữ cân đó là chuyện đương nhiên thôi, đúng không ạ? Rồi. Vì ở đây là sao? Vì ở đây chúng ta giúp cho khách hàng mục tiêu ở đây, mục tiêu của bước 2 là chúng ta xác nhận lại mục tiêu và giúp khách hàng đặt lại mục tiêu đúng. Tới đây thì chúng tôi có một cái câu chuyện như thế này, các anh chị muốn nghe kể chuyện không? Nói chung là mình rất là thích kể chuyện, nói chung là nhiều chuyện á, nhưng mà các anh chị có thích nghe kể không ạ? Câu chuyện này hay lắm. Câu chuyện này mình đã rút ra một cái bài học về cái liên quan đến bài học của chúng ta. Thì khi mình đi thị trường á thì mình thường đi trải nghiệm, vì ngành của mình là ngành spa, ngành làm đẹp, đúng không ạ? Ngành chăm sóc sức khỏe, ngành về dinh dưỡng, thì mình phải đi va chạm đến những cái nơi khác, những cái nơi khác họ đang làm cái công việc gần giống như mình, để xem thử coi là họ kinh doanh như thế nào và họ tiếp cận khách ra sao. Thì đi đến một cái thị trường lạ đó thì mình vào cái chỗ spa đó, mình thấy cũng thương hiệu này kia cũng hoành tráng lắm. Thế là mình thấy có cái chữ là gội đầu dưỡng sinh, thế là mình đang có mình đi qua rồi cái mình quay lại, mình nói, hôm nay nó dính tới cái chữ mà dưỡng sinh đó các anh chị. Bây giờ không biết các anh chị gội đầu bình thường với gội đầu dưỡng sinh các anh chị thích cái nào, thích cái dưỡng sinh hơn, đúng không ạ? Thấy bây Đúng giờ ai cũng thích rồi. cái chữ dưỡng sinh hết đó, mà mình đang làm cái nghề gọi là massage dưỡng sinh nữa, cho nên là mình thấy cái chữ dưỡng sinh hơn. Mình nhu cầu ban đầu là mình chỉ muốn gì vậy, thích gội đầu dưỡng sinh thôi. Tại vì mình thích trở về thiên nhiên, thích về trở về những cái gì thảo dược cây cỏ hoa lá, đúng không ạ? Và khi mình vào thì một em nó chạy ra và em nó nói là dạ mời cô này nọ pha nước này kia uống. Sau đó thì hỏi cô đang muốn làm cái gì, nói ở đây là có gội đầu dưỡng sinh phải không, nói dạ đúng rồi, đây là gội đầu dưỡng sinh, nhưng mà cô muốn gội đầu hả? Nó nói ừ đúng rồi, đang muốn gội đầu. Vậy thì nó đưa cái menu ra, trong cái menu đó là có bảng giá và có những cái combo, nào là gội đầu dưỡng sinh nè, là bình thường gội đầu dưỡng sinh, kết hợp massage thư giãn, là có giá, và rồi gì massage body thư giãn, massage body trị liệu. Các anh thì thấy nó khôn ghê không? Đưa ra rất là nhiều cái nhu cầu và mỗi cái như vậy để nó có một cái giá, và cái giá của nó sẽ tăng lên, cứ thêm một chữ là nó tăng giá lên thêm một giá. Và mình nói thôi giờ tôi chọn cái gội đầu dưỡng sinh đi, cái xong cái nó nói cô ơi bây giờ hiện nay là đang có chương trình combo này, nếu mà cô làm massage body rồi cô được thư giãn cả đầu gội dưỡng sinh rồi cũng cô được hấp tóc này kia kia nọ thì tiền nó chỉ hơn chút xíu thôi mà nó đến tới là 100 phút, 100 phút cho đến 120 phút đó cô. Nó ủa vậy hả? Vậy thôi, làm hai cái đó đi. Sau bắt đầu mình lên mình làm, nó làm cái phần nằm úp, xong nó phần nằm ngửa. Cái bắt đầu nó chuẩn bị nó lên cái tay, cái mình nói ủa cái bụng tôi không làm hả? Tại vì mình nghĩ body là nó có luôn cái bụng mà mình khoái làm cái bụng. Xong cuối cùng nó dạ không cô, trời ơi, cô biết không, làm cái bụng rất là sướng luôn, cô mà làm cái bụng hả là cô tiêu hóa rất là tốt luôn, cô hả là giảm được vòng hai nữa. Xong mình nói chứ ủa làm mới lần mà giảm vòng hai luôn hả em? Nói có đó cô, tại vì lần đầu nó sẽ làm mềm cái mô mỡ ra,
làm dập cái mô mỡ ra, ít nhiều cho cô cũng có làm giảm cái tổn hại. Nói ủa vậy sao nó không có trong body? Nói dạ không cô, vì cái này nó làm riêng, cô chỉ cần thêm làm thêm 30 phút nữa thôi mà có 70.000 à, cô làm thêm cái này đi cô làm thêm đi, đâu có bao nhiêu giờ lỡ rồi vô đây rồi. Thế là nó chốt mình, thôi vậy thôi làm luôn xong, làm luôn cái bụng. Rồi tới rồi làm cái tay, xong rồi làm gội cái đầu, xong mình đến cái mặt, nó chờ mình lại đó, nó không làm cái mặt. Nó ủa sao cái mặt của cô không làm? Cô làm luôn đi, tại vì cô nói là chị gội đầu dưỡng sinh thôi, tụi con chỉ làm cho cô gội đầu dưỡng sinh đó, tóc thôi. Bây giờ da mặt cô đẹp rồi, bây giờ cô chỉ cần massage tí nữa thôi, cô dưỡng đi, cô duy trì đi chứ đừng có để nhăn nữa. Cô da mặt cô đẹp rồi, cô nói cô là đẹp rồi, nhưng mà cô chỉ cần massage lại một lần của em nữa thôi là hả, da mặt cô còn đẹp mà còn trẻ hơn nữa, bảo đảm với cô luôn. À, trời ơi, nó nói ngọt như mía lùi vậy đó. Rốt cuộc mình phải đầu hàng với nó, là mình phải chấp nhận rửa mặt massage mặt. Ban đầu mình có ý định là sao ạ? Chỉ gội đầu thôi, đúng không ạ? Nhưng mà vô là vì sao ạ? Người ta giúp cho mình khơi gợi lại cái nhu cầu của mình, đúng không ạ? Và sao ạ? Kỹ năng của họ rất là tốt. Và rốt cuộc mình bước vô thì mình có ý định làm một thôi. Nhưng mà cuối cùng thì sao ạ? Tới lúc ra thì mình làm nguyên hết, nguyên từ đầu đến chân không còn cái gì. Ban đầu mình chỉ dự trù là ví dụ nó đề bằng giá có 70.000 hay 100.000 vậy thôi. Nhưng cuối cùng mình bước ra là sao ạ? Cả tiền này tiền kia nữa, bước hết của mình gần 1 triệu. Các anh chị thấy không ạ? Nhu cầu, nhưng khi mà được khơi gợi, được kích hoạt và giúp khách hàng khơi gợi đúng với nhu cầu của khách hàng, thì chúng ta sao ạ? Giúp khách hàng đặt lại cái mục tiêu đúng. Vì sao? Bản thân mình bước vào đó, mình đã thích thư giãn, thích làm đẹp rồi, đúng không ạ? Và đây cũng là một cái kỹ năng khi chúng ta ra mở VOC Care. Các anh chị thấy cái kỹ năng của họ hay không ạ? Và mình đi như vậy thì mình có học được không ạ? Học được, mình nằm đó, nhưng mà mình vẫn học được của nó ít nhiều. Nhưng thật sự mà nói nha, nó làm không có bằng mình làm đâu, thật sự luôn á. VOC Care mình tuyệt vời, làm massage dưỡng sinh của mình rất là tuyệt vời hơn nhiều, và không có bỏ bước bụng, làm luôn bụng, chơi đẹp luôn, mà bảo đảm giá ok hơn rất là nhiều, mà còn kiểu hiệu quả hơn nữa. Mình về mình còn đêm hôm sau mình còn khỏe tới ngày hôm sau, khỏe tới ngày hôm kia luôn, ngủ ngon luôn, đúng không ạ? Cho nên dịch vụ của mình rất là hay. Cho nên về cái bước xác nhận lại mục tiêu của mình, trở lại là gì ạ? Chúng ta hãy giúp khách hàng đặt lại mục tiêu đúng với nhu cầu và khơi gợi thêm những cái nhu cầu thiết yếu, những cái mong muốn của họ bên trong của họ nữa. Như vậy thì chúng ta sao ạ? Chúng ta sẽ phục vụ khách tốt hơn. Và khi chúng ta phục vụ khách như vậy, làm hài lòng khách hàng, giúp khách hàng đặt lại cái mục tiêu đúng, là giống như chúng ta hãy gì ạ? Gọi là người ta nói là upsell á, có nghĩa là bán thêm á các anh chị. Bán thêm để giúp cho khách hàng thôi, đúng không ạ? Giúp thì giúp cho nó chót, đúng không? Chứ giúp lưng lửng rồi nhiều khi khó chịu. Đúng không các anh chị? Tại vì mình mong muốn khách hàng đẹp và khỏe, đúng không ạ? Và chính khách hàng cũng gặp mình là quá sức là hợp rơ. Vậy thì bước thứ hai là bước chúng ta hãy xác nhận lại cái mục tiêu, đúng không ạ? Xác nhận lại mục tiêu đúng để phù hợp với cái sức khỏe của khách hàng, và để chúng ta có cơ hội chúng ta được chăm sóc khách hàng tốt hơn, đúng không ạ? Rồi sau khi bước 2 thì chúng ta sẽ đi sang bước 3. Như vậy khi khách hàng đã nói về tất cả những cái vấn đề của khách hàng, vậy thì chúng ta đã hiểu hết của họ chưa ạ? Chúng ta chưa hiểu hết, đúng không ạ? Tại vì đối với những người mà hướng nội, chúng ta phải thật sự tin tưởng và thật sự họ yêu quý chúng ta thì họ mới nói thật với chúng ta. Còn những người mà đối với những người hướng nội á, mà mình chưa có khai thác hết, mình chưa hiểu hết họ, mình chưa thực sự là niềm tin cho họ, thì họ không có nói cho mình đâu. Như vậy
Bước 1, chúng ta quay lại cái bước làm ống nóng đó. Và bước 2, bước 1 chúng ta phải lấy thông tin rồi. Bước 2 chúng ta gần gũi với khách hàng thêm, xác nhận lại mục tiêu khách hàng. Và bước 3 chúng ta lúc này nè, chúng ta mới đi vào thế giới bên trong. Vậy một khách hàng, để chúng ta đi vào thế giới bên trong của khách hàng thì chúng ta phải làm sao? Không lẽ bây giờ bên ngoài người ta nói là bên trong người ta không thể hiện ra, làm sao mình hiểu được thì chúng ta phải gì ạ? Đặt câu hỏi thôi, đúng không ạ? Chúng ta đặt câu hỏi. Và đặt câu hỏi xoay quanh về vấn đề gì? Ví dụ bạn bị đau dạ dày. Vấn đề của bạn đã diễn ra bao lâu rồi ạ? Bạn đã trải nghiệm giải pháp nào chưa? Thời gian của bạn trải nghiệm với cái giải pháp đó là bao lâu rồi? Đúng không ạ? Hiệu quả có nhiều hay không? Bạn có chi phí có nhiều hay không? Điều gì làm bạn thích và điều gì làm bạn không thích cái giải pháp đó? Chỉ có một cách để đi vào thế giới bên trong khách hàng là chúng ta phải hỏi. Và hỏi xoay quanh những cái vấn đề, những cái mà khách hàng đang gặp, đúng không ạ? Đó, những câu hỏi này thì chúng ta xoay quanh và chúng ta lắng nghe khách hàng. Bước này chúng ta hãy lắng nghe khách hàng 80%. 80% để khách hàng nói, chúng ta hỏi và để khách hàng nói. Nếu như chúng bước này mà chúng ta dành, chúng ta nói 80% á, khách hàng chỉ nói 20% thôi, liệu chúng ta có hiểu khách hàng không ạ? Chúng ta có hiểu khách hàng được không ạ? Không, đúng không ạ? Như vậy chúng ta làm ngược lại đi, chúng ta hãy lắng nghe khách hàng. Chúng ta hãy cho khách hàng trải lòng với chúng ta. Rồi, tiếp theo chúng ta hãy hỏi những cái khó khăn nào, vì sao mà khách hàng chưa đạt cái mục tiêu, ví dụ anh ấy hay chị ấy đau dạ dày quá lâu rồi. Như vậy hỏi tại sao mà bạn chưa đạt kết quả vậy? Nó vì cá nhân của bạn hay là vì vấn đề tài chính hay là về cái giải pháp của bạn chưa phù hợp, đúng không ạ? Rồi chúng ta sau khi chúng ta hỏi rồi, chúng ta hỏi nè, chạm đến trái tim của khách hàng là gì, những cái động lực. Nếu như cái tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn thì điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra? Bạn có lường trước được những cái mà bệnh lý của bạn nó dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, và cái nỗi đau nào khi điều đó nó xảy ra đến với bạn? Chạm đến nỗi đau, chạm đến những khó khăn, thì lúc bấy giờ chúng ta mới lắng nghe khách hàng nói những cái gì họ đang gặp. Thì chúng ta hiểu khách hàng, hiểu khách hàng để chúng ta đưa cái giải pháp của chúng ta và giúp cho khách hàng hoàn thành cái mục tiêu. Vậy nếu mình muốn giúp khách hàng, mình phải hiểu cái khó khăn của họ là ở đâu, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta đi vào phần chi tiết. Như vậy thường là có 3 cái lý do khiến khách hàng chưa đạt mục tiêu. Lý do thứ nhất là về cá nhân của họ. Vì họ không cam kết, họ không kiên trì và hay đổ lỗi. Tại vì cái này, tại vì cái kia, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi, nếu bạn tiếp tục hành động cũ thì liệu bạn có kết quả mới được không? Vậy nếu muốn có kết quả mới thì bạn phải làm sao ạ? Để khách hàng trả lời nha các anh chị. Chúng ta có quyền hỏi thôi, và chúng ta hãy để cho khách hàng trả lời. Câu hỏi của chúng ta để chạm đến cái bên trong của khách hàng, đó là cái thế giới bên trong mà họ ấp ủ. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? Khai thác. Vậy muốn có kết quả mới thì bạn phải làm sao ngay bây giờ? Phải làm sao ạ? Thay đổi thôi, đúng không ạ? Muốn kết quả mới thì ngày hôm nay bạn phải thay đổi hành động cũ, đúng không ạ?
Rồi, để cho khách hàng nói và để cho khách hàng trả lời, chúng ta hỏi mà thôi. Tiếp theo, họ có thể họ nói là vì tài chính. À, họ không đủ tài chính, họ không đủ khả năng để theo dùng lâu dài được, vì họ nói cái này là thực phẩm chức năng. Các anh chị có rơi vào trường hợp này chưa? Có chưa? Đúng không ạ? Vậy thì đây là một trong những lý do. Như vậy, chúng ta sẽ có những cái câu hỏi chúng ta gợi ý. Có giải pháp nào, theo bạn nha, có giải pháp nào mà không tốn tiền, không tốn thời gian, mà không tốn sức lực, mà đem lại cái sức khỏe cho bạn hiệu quả hay không? Có không ạ? À? Bạn hãy nói thật luôn đi. Bạn nói thật đi. Đúng không ạ? À? Và tới đây thì chắc chắn khách hàng sẽ mở ra, sẽ mở lòng với chúng ta. À, à, đúng rồi, chắc chắn là không rồi. Đúng không ạ? À? Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Đúng không ạ? À? À, rồi, vậy nếu có một giải pháp có thể không tốn nhiều tiền nhưng phải đầu tư thời gian và công sức, thì bạn có quan tâm không? Chúng ta mở cho khách hàng một con đường, các anh chị. Như vậy con đường đó là gì ạ? À? Mỗi buổi tối đăng ký vào lớp học có mất phí không các anh chị? Hệ thống đi quan tổ chức cho các anh chị, có lấy của các anh chị đồng nào không ạ? À? Không đúng không ạ? Tất cả mọi người đều giúp, mong muốn làm sao các anh chị học và đem lại cái kết quả mà giúp cho các bạn hoàn thành cái mục tiêu của bạn, chứ không phải của tôi. Nhưng mà hệ thống đi quan đã tổ chức cho các bạn đưa vào những cái lớp học buổi tối, cái thời gian mà các bạn một ngày các bạn đi làm luận, đi làm công việc để lo mưu sinh, đúng không ạ? Nhưng buổi tối chúng ta dành 1 tiếng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, chúng ta vào Zoom, chúng ta học biết bao nhiêu là kiến thức mà tất cả các nhà đào tạo của hệ thống đi quan đã dày công tập luyện cũng như là trau dồi kiến thức, nâng cấp bản thân lên mỗi ngày để giúp cho cái bài của mình đem tới cho khách hàng, đem tới cho các bạn những cái kiến thức rất là bổ ích mà áp dụng cả đời. Bây giờ các bạn thấy cái công thức tính nước đơn giản thôi mà các bạn thấy các bạn có trong tay rồi, các bạn thấy các bạn có thể ứng dụng cả đời không ạ? Ứng dụng cả đời đấy. Tại vì sao ạ? Một khi mà người ta nói trời ơi da tôi khô quá, nói vậy bạn nói cân nặng của bạn đi, lập tức mình có công thức tính nước, được không ạ? Tư vấn cho người ta nước, một bài nước thôi, như các chị, các anh chị thấy là một bài nước thôi mà đã gì ạ? Đã làm thay đổi vóc dáng, làn da của bao nhiêu người rồi. Đấy, bài nước của cô Lâm Trà đó. Được chưa ạ? Chưa nói đến tiền, nước là một cái gì đó rất là gần gũi với mình. Rồi, bây giờ nói đến nhu cầu của họ bị ăn uống, thì vì ăn uống lục vị đi. Các anh chị thấy ví dụ vậy, buổi sáng tại sao thức ăn cho não? Mình biết người ta thức thiếu năng lượng não rồi. Như vậy cái ly nước chanh đường có bao nhiêu tiền đâu ạ? Mình có thể giúp cho khách hàng được không ạ? Nếu như những kiến thức đó chúng ta thấy đơn giản lắm, nhưng chúng ta không học thì chúng ta có biết được không ạ? Chúng ta có biết được không ạ? Hoàn toàn không biết. Bên ngoài người ta không dạy cho các bạn đâu ạ. À, cho nên từ cái bài lục vị của cô Thúy, của cô Tâm, à, các bạn đã ứng dụng trong và các bạn đã rất là có kết quả luôn. Có một người hôm nay chia sẻ với mình, em ngày trước em đau đầu liên tục luôn á, mà ngồi ở đâu cũng mắt cứ nhắm lúc nào cũng thiếu năng lượng hết. Vậy mà uống nước chanh đường thôi, à, nước chanh đường thôi, đơn giản vậy đó, mà em thấy em tỉnh cả ngày luôn. Mà em uống đâu có nhiều đâu, trong vòng 1 tuần thôi là đã thấy khác. Chưa nói đến 1 tuần á, em uống hình như 3-4 ngày thôi là tự nhiên em thấy khác. Mà đến 1 tuần em mới công nhận là đúng là ly nước chanh đường tốt. Hôm nay một người bạn chia sẻ với mình vậy á. Mình thấy hay không ạ? Mình giúp được cái tưởng chừng như đơn giản nhưng người ta rất cần, các anh chị. À, như vậy nếu về cái phần tài chính mà mình thật sự muốn giúp khách hàng thì mình hãy mời vào lớp học mà hệ thống đi quan sẵn sàng cho đi vào mỗi buổi tối. Rồi, chúng ta thấy khi một người khách hàng chúng ta có kiến thức và tự chăm sóc cho mình và có kết quả nữa, chúng ta cảm thấy hạnh phúc không ạ? Quá hạnh phúc, đúng không ạ? Quá hạnh phúc luôn. À,
Việc làm bắt đầu từ những việc rất là bình thường nhưng thật sự cho thì hỏi chứ đúng không ạ? trong đường mình Rồi có tiếp bỏ cái theo, không cái muối không? một cái lý do mà khiến khách hàng hay chưa đạt mục tiêu đó là một cái lý do gì ạ? Về giải pháp đúng không ạ? À, giải pháp họ nói rằng là người này trước đây tôi dùng cái giải pháp đó, trước đây tôi dùng cái giải pháp đó nhưng mà ví dụ tôi uống dầu cá đi, tôi có dầu cá của Canada này, Úc này, tôi uống tảo của Nhật này, của Hàn này, rồi hoặc là tôi có hồi trước tôi có uống mà bây giờ sao ạ? Nhỏ nó tư vấn tôi, tại nhỏ đó đó, tại nhỏ tư vấn đó, đúng không ạ? Họ đổ thừa đúng không ạ? Họ đổ thừa, họ đổ thừa đúng không ạ? Và vì sao ạ? Vì sao họ họ đổ thừa các anh chị? Vì họ không biết, không biết học cái gì và không biết, không có kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho mình đấy. Cho nên là khi mà họ họ đưa ra những cái giải pháp của họ như vậy á, mình thấy, mình cảm thấy là mình có trách nhiệm với họ đúng không ạ? Sản phẩm của họ thì nhiều khi họ nói là vì sản phẩm không đủ tốt nè, rồi người tư vấn thì chưa đủ kiến thức, chưa thấy chuyên nghiệp, họ đổ thừa đấy. Như vậy chúng ta xem lại mình rồi, và những cái lý do mà khách hàng chưa đạt mục tiêu như vậy, mình sẽ có những câu hỏi gợi ý. Khi họ đưa ra những cái lý do của họ thì mình đưa ra một số cái câu hỏi. Vậy bạn thích điều gì và chưa hài lòng điều gì về cái giải pháp trước đây của bạn? Phải cho họ nói ra. Mình đừng có đoán gì hết, để cho khách hàng tự nói. Khi khách hàng nói ra thì mình mới hiểu được, còn mình nói trước với khách hàng là nhiều khi khách hàng cho qua thôi, nhưng mình không có nắm được họ đâu. Mình phải để cho khách hàng nói nha. Nhiều khi mình giỏi quá cái mình nói trước cho khách hàng rồi mình đoán khách hàng là như vậy như vậy, thành ra mình nhiều khi mình đoán không có đúng. Để cho khách hàng tự nói nó sẽ hay hơn đúng không ạ? Tại vì mình thật tâm muốn giúp họ thì mình hãy nhường lời cho họ nói. Và khi họ trả lời càng nhiều thì chúng ta càng hiểu khách hàng không ạ? Càng hiểu khách hàng, mà hiểu khách hàng rồi thì chúng ta có giải pháp đúng không ạ? Chúng ta tự tin với cái giải pháp của chúng ta rất là nhiều, để chúng ta chia sẻ giúp đỡ cho khách hàng. Rồi bước 3, chúng ta có những cái lý do mà khiến khách hàng chưa đạt mục tiêu, đó là về cá nhân, về tài chính, về giải pháp. Thì những cái câu hỏi gợi ý này sẽ giúp cho các anh chị có một cái kiến thức, hoặc là có một cái một số cái câu hỏi gợi ý như thế này để giúp chúng ta biết cách để chúng ta dẫn dắt khách hàng đúng không ạ? Chúng ta dẫn dắt khách hàng, và chúng ta giống như là dẫn đường cho khách hàng vậy, để chúng để giúp cho khách hàng cởi mở cái lòng của họ ra và tháo gỡ những cái khúc mắc, những cái khó khăn của khách hàng, được chưa ạ? Về cái bước 3 này các anh chị có thấy hay không ạ? Hay không? Bước 3 là bước mà chinh phục thế giới bên trong khách hàng. Một con người là một cái gì đó rất là huyền bí đúng không ạ? Con người chúng ta là gì ạ? Là cả một cái nhân sinh quan đúng không ạ? Một cái nhân sinh quan, tại vì một cái nhân sinh quan của con người thì nó không ai giống ai hết, một cái quan điểm của con người thì không ai giống ai hết, nhưng chúng ta có một cái chìa khóa để chúng ta đi vào thế giới bên trong. Như vậy những cái bộ câu hỏi này giúp cho chúng ta hiểu được khách hàng, và điều đó để giúp chúng ta sao ạ? Giúp cho khách hàng cách rất là chu đáo, rất tận tâm và đạt cái mục tiêu mà khách hàng mong muốn. Rồi tới đây thì chúng ta thấy cái bước ba này hay không ạ? Giờ giờ ta hay vỗ tay khen một cái đi để lấy động lực. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều, thực sự các anh chị rất là giỏi ạ. Rất là giỏi. Mình cũng cảm thấy rất là yêu quý các anh chị rất là nhiều.
và mình cảm thấy rằng là những cái ánh mắt, những cái niềm tin của các anh chị đang theo dõi cái câu chuyện của chúng ta làm cho mình thấy rất là cảm xúc, đúng không ạ? Rất là cảm động. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều nha. Bây giờ mình chúng ta đi sang bước 4, được chưa các anh chị? Rồi, chúng ta sang bước 4. Như vậy, chúng ta đã vừa xong cái bước chinh phục thế giới bên trong, chúng ta đi vào thế giới bên trong để chúng ta chinh phục cái thế giới bên trong đó. Rồi chúng ta, sau khi chúng ta nghe hết rồi, thì chúng ta hỏi lại kế hoạch của khách hàng là gì, đúng không ạ? Chúng ta chốt lại. Bước đầu tiên thì chúng ta phải nhắc lại cái mục tiêu của khách hàng. Chứ nãy giờ là nói đi vào hơi sâu rồi, đúng không? Hơi sâu khách hàng rồi, khách hàng trải lòng với mình rồi. Bây giờ nhắc lại cho khách hàng nhớ. Rồi, bây giờ kế hoạch của khách hàng là gì? Thì nhắc lại mục tiêu này. Chị là đang muốn giảm cân, đúng không? Về sức khỏe thì chị đang muốn hỗ trợ cái vấn đề về dạ dày của chị này, đúng không? Rồi, với lại về sắc đẹp thì chị đang muốn là giảm nám, với lại giảm vòng hai, với lại chị đang muốn làm bớt nhăn, đúng không ạ? Vậy thì chị đã chuẩn bị cái thời gian là bao lâu, ngân sách là bao nhiêu để cải thiện các vấn đề trên. Câu này là câu quan trọng và câu này là câu chốt. Nói chốt thì nó hơi có gì đó, nhưng mà câu này là gì để chúng ta xem coi khách hàng đã thực sự khao khát thay đổi hay chưa, đã thực sự hợp tác với mình hay chưa. Tại vì gì, mình dù mình có muốn giúp mà khách hàng không muốn hợp tác thì cũng bó tay chấm com thôi, đúng không ạ? Vậy chúng ta hỏi cái câu này: anh chị quyết định thời gian là bao lâu, ngân sách là bao nhiêu? Ví dụ thời gian là từ 3, 6 hay 1 năm, 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm. Rồi về ngân sách, mỗi tháng các anh chị có thể tài chính của mình có thể là bao nhiêu? Quyết định xem khách hàng có khát khao thực sự chi một cái số tiền hàng tháng là bao nhiêu hay không, để từ đó chúng ta mới tư vấn cái sản phẩm tin được, đúng không ạ? Tư vấn sản phẩm phù hợp được. Ví dụ như khách nói bây giờ tôi chỉ tôi có thể một tháng có thể chi ra 5 triệu, 4 cho tới 5 triệu và trong thời gian khoảng từ 3 đến 6 tháng. Ok, note vào, đúng không? Chúng ta ghi vào. Chúc mừng các anh chị là người rất là thông minh. Tại vì sao ạ? Vì các anh chị làm việc hoặc là muốn cái gì phải có kế hoạch và có mục tiêu. Điều đó giúp cho các anh chị sẽ đạt được mà thôi, đúng không ạ? Với cái giải pháp của mình thì chắc chắn các anh chị sẽ đạt được cái mục tiêu của mình. Rồi, bước 4 chỉ có vậy thôi các anh chị. Bước 4 chỉ có vậy thôi. Mục tiêu là mình xem, mình đo lường coi mình đã hiểu khách hàng, mình đã tâm sự tỉ tê rồi, khách hàng cũng đã nói với mình rồi, mình đã gỡ hết những cái gì đã, những cái lý do của họ rồi, đúng không ạ? Thì bước này là bước để mình xem coi khách hàng có khao khát, có sẵn sàng để đầu tư thời gian và ngân sách hay chưa. Thì lúc này để khách hàng nói. Rồi, khách hàng nói, chúng ta note lại đó. Rồi bây giờ sang bước 5. Chúng ta hãy nói về những cái nguyên nhân và những cái bệnh lý mà khách hàng vừa nói với chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đưa ra cái giải pháp vì sao anh bị như thế này và đâu là cái giải pháp, được chưa? Thường thì khách hàng có những cái vấn đề dạ dày này, hoặc là táo bón, hoặc là viêm xoang, hoặc là thừa cân. Vậy thì nguyên nhân vì sao, thì chúng ta sẽ nói cho khách hàng biết những cái nguyên nhân. Chúng ta lần lượt đi những cái nguyên nhân này nhé. Rồi, về vấn đề về hệ tiêu hóa thì thường thường là có cái vấn đề là viêm dạ dày hay là còn gọi là đau bao tử á. Rồi, nguyên nhân thường là gì? Do thiếu đạm, thiếu năng lượng tủy, có biểu hiện là gì ạ? Mau mất tiểu, tiểu đêm, sụt cân, mất ngủ hoặc là hai chân lạnh. Như vậy nếu chúng ta biết thiếu đạm, thiếu năng lượng tủy thì chúng ta làm sao ạ? Có giải pháp là gì ạ? Chúng ta bổ sung gì ạ? DL12, tảo, viêm thì chúng ta bổ sung keo ông xanh hoặc là ngư chân chi đều được nha.
Tại có một số người người ta hay thường bị dị ứng bởi cây ông xanh đó các anh chị, chúng ta có thể thay thế bằng ngư chân chi. Vừa rồi chuyên gia dinh dưỡng Phương Nghi đã chia sẻ cho chúng ta về những cái sản phẩm của DLC á, và những đặc điểm cũng như là công dụng cũng như là những cái công nghệ như thế nào ấy, chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Rồi, đồng thời về những cái bệnh mà về viêm nhiễm thì chúng ta nên nhớ là những cái dạng mà viêm, kính thưa các loại viêm ấy, thì chúng ta nên nhớ cái keo cọ keo ông xanh nha. Và cái người đau dạ dày này thì chắc chắn là họ sẽ bị thiếu năng lượng tủy rồi, thì chúng ta dùng dinh dưỡng cho bộ tủy ha. Rồi, nếu như mà họ viêm xoang thì là nguyên nhân là gì ạ? Thứ nhất là do quá trình ăn uống của họ không đủ bột nè, và thiếu năng lượng não thì thường có biểu hiện như là nước tiểu màu vàng, rồi biếng ăn hoặc là mệt mỏi, đau đầu, hoặc là nhiều khi người ta hay có cái việc mà muốn nôn nôn ói á. Thì lúc này giải pháp của chúng ta là gì ạ? Uống nước cơm, nước cháo hoặc là uống mỗi ngày 2 đến 3 lít, có thể là nước chanh đường ha. Rồi, về cái vấn đề về viêm dạ dày, viêm nhiễm, viêm xoang thì chúng ta có những cái giải pháp như thế này, như như vậy nha. Rồi tiếp theo chúng ta nói về vấn đề tiêu chảy. Tiêu chảy còn gọi là rối loạn tiêu hóa đó các anh chị. Thì thường thường là nguyên nhân là do gì ạ? Do nhiễm khuẩn, nhiễm độc hoặc là thiếu men vi sinh, thiếu men vi sinh hoặc còn gọi là thiếu cái lợi khuẩn á. Rồi giải pháp của chúng ta thì gì ạ? Thiếu men vi sinh thì chúng ta có cái gì ạ? Cái gì ạ? Thiếu thì chúng ta bổ sung DL12. DL12 còn gọi là lợi khuẩn, còn gọi là probiotic nha. Hoặc là chúng ta bổ sung vị gì ạ? Vị gì ạ? Vị chát, đúng không ạ? Vị chát để cho nó ổn định lại cái vấn đề mà rối loạn tiêu hóa hoặc là phân lỏng. Rồi, tiếp theo, ví dụ như khách hàng của chúng ta có vấn đề về táo bón thì chúng ta xác định coi nguyên nhân nè, nguyên nhân từ đâu nè. Nguyên nhân là có thể gì ạ? À? Người này thừa đạm. Thừa đạm có nghĩa là ăn nhiều thịt đó các anh chị. Rồi hoặc là người này ít uống nước, hoặc là uống nước không đúng cách, hoặc là ít ăn rau, thiếu chất xơ, đúng không ạ? Thì giải pháp của chúng ta là gì ạ? À? Thừa đạm thì bây giờ mình phải giảm đạm thôi. Thiếu nước thì chúng ta tăng nước lên, và thiếu chất xơ thì chúng ta tăng chất xơ lên, đúng không ạ? Khi chúng ta biết nguyên nhân thì chúng ta sẽ có giải pháp, đúng không? Rồi, ví dụ như có thể táo bón thì có thể người này kỵ, không ăn vị chua, hoặc là thiếu enzyme, đúng không? Thiếu enzyme. Thì nếu thiếu vị chua thì chúng ta có giải pháp là bổ sung vitamin C kẽm. Thiếu enzyme thì chúng ta sẽ bổ sung enzyme. Rồi, một cái táo bón nữa đó là nguyên nhân là gì ạ? Cái não và tủy đều thiếu năng lượng. Như vậy thì chúng ta thiếu thì chúng ta phải cân bằng âm dương thôi, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là cái vấn đề về gì ạ? Về phân nặng mùi. Phân nặng mùi là nguyên nhân là gì ạ? Do thiếu men vi sinh. Tại vì cái men vi sinh đó là những con lợi khuẩn, những con hại khuẩn và những con vi khuẩn trung gian trong ruột của mình. Mà nếu như một cái con mà hại khuẩn nhiều á thì chắc chắn là gì ạ? Nó tấn công, nó làm cho cái số lợi khuẩn nó chết dần đi, và cái phe trung gian nó sẽ theo cái phe gì ạ? Hại khuẩn, nó làm hại được ruột mình, và do đó nó xả rất là nhiều những cái chất thừa của nó, những cái xác của nó, làm cho thối lên. Cho nên khi mà cái phân mà nặng mùi á, là cái điều đầu tiên mình nghĩ là người này thiếu men vi sinh, tức là thiếu cái con lợi khuẩn đó các anh chị. Như vậy nếu mà muốn giải quyết cái này thì sao? Giải pháp của chúng ta là sẽ bổ sung DL12 và bioenzyme. Rồi nếu người này phân nặng mùi, có thể là người ta ăn đạm động vật quá nhiều, tiêu hóa không có hết và nó sẽ sình lên. Như vậy thì chúng ta có giải pháp là gì ạ? Bổ sung cái tảo xoắn, sữa ốt lắc và giảm ăn đạm động vật. Thì chúng ta sẽ giải quyết được cái này. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Ví dụ như khách hàng của chúng ta tiểu đường. Tiểu đường thì nguyên nhân là gì ạ? Do người này suy tủy, lạnh tủy, nước tiểu trắng trong, là người này bị thiếu năng lượng tủy. Đó là nguyên nhân. Giải pháp thì sao ạ? Chúng ta dùng bộ dưỡng tủy. Các anh chị nhớ bộ dưỡng tủy chúng ta có mấy sản phẩm không ạ? 4 sản phẩm nha.
Thứ nhất là sữa ót lắc, thứ hai là tảo xoắn, thứ ba là DL12 và thứ bốn là thứ ba là canxi và thứ bốn là dầu cá nhá. Rồi một vấn đề của khách hàng chúng ta mà nếu gặp về người này có đường huyết cao, đường huyết cao là nguyên nhân là do năng lượng tỷ quá mạnh và do đó nó dẫn đến gì ạ? Thiếu cái chất giải nhiệt cho cơ thể, dẫn đến gì ạ? Thiếu năng lượng não và dẫn đến nước tiểu vàng. Thì giải pháp của chúng ta là gì ạ? Uống nước rau má, đường hoặc là nước chanh đường, hoặc là bổ sung vitamin C kẽm, hoặc là bổ sung thêm bioenzyme. Mà lưu ý những người này là gì, lưu ý giải pháp của chúng ta là phải gì ạ? Những người này phải giảm béo này, đạm và chia nhỏ bữa ăn ra. Những người này không được ăn béo nha các anh chị. Và giảm đạm và chia nhỏ bữa ăn, những người đường huyết cao á nha các anh chị. Rồi tiếp theo, khi khách hàng của chúng ta có vấn đề về huyết áp hoặc là suy thận thì chúng ta sao ạ? Xác định là người này bị gì ạ? Thiếu năng lượng tủy, chân lạnh và nước tiểu vàng. Đấy. Thiếu năng lượng tủy, chân lạnh, nước tiểu trắng chưa? Rồi, thì chúng ta giải pháp là gì ạ? Dùng bộ dưỡng tủy hoặc là bộ tủy và bộ tim mạch. Rồi, huyết áp suy thận có thể là nguyên nhân do thiếu năng lượng não, chân nóng và nước tiểu vàng. Thì chúng ta uống nước rau má, đường, chanh đường và vitamin C kẽm hoặc enzyme. Lưu ý là những người này có vấn đề về huyết áp và suy thận thì chúng ta lưu ý là chia nhỏ nước uống nha. Chia nhỏ nước uống, uống từng ngụm mà nhỏ nhỏ và chia nhỏ dài ra trong ngày. Rồi, tiếp theo các anh chị. Rồi, tiếp theo, các vấn đề của khách hàng của chúng ta có tiểu đêm này, nước tiểu trắng, mau mất tiểu, lạnh chân, mất ngủ thì nguyên nhân là thiếu năng lượng tủy rồi, đúng không ạ? Thì giải pháp của chúng ta là bổ sung cái bộ tủy. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo nha. Về một người thiếu cân thì chúng ta học của bài chuyên gia Minh Tâm rồi đó. Thì chúng ta biết người thiếu cân thì nó thiếu rất là nhiều, đúng không ạ? Vì dẫn đến thiếu cơ thì nó thiếu rất là nhiều. Thiếu cơ, thiếu mỡ, rồi tủy thiếu, máu, dịch bào, vân vân. Và người thiếu cân này thì chúng ta có giải pháp là dùng bộ tủy thôi, chúng ta dưỡng tủy lại. Rồi thiếu cân thì nguyên nhân vẫn là thiếu xương, thiếu nước, thiếu enzyme, thiếu vi sinh và thiếu hormone. Rồi bộ tủy và thiếu xương thì chúng ta có giải pháp là gì á? Bổ sung canxi citrat, đúng không ạ? Canxi citrat là canxi hữu cơ của DOC đó các anh chị. Rồi thiếu nước thì chúng ta bổ sung nước gì ạ? Nước gì tốt đấy? Nước gì? Nước kiềm, đúng không ạ? Rồi bổ sung enzyme vi sinh là chúng ta thiếu cái gì ạ? Chúng ta bổ sung cái gì ạ? Thiếu cái gì chúng ta bổ sung cái đó mà. DOC có đầy đủ, đúng không ạ? Thiếu enzyme chúng ta bổ sung enzyme, thiếu vi sinh thì chúng ta bổ sung DL12. Thiếu hormone thì chúng ta bổ sung cái gì ạ? Chúng ta có giải pháp là gì ạ? Mầm, đậu nành và bí ngô của áo ha. Đó là những cái giải pháp của chúng ta đối với những người bị thiếu cân. Rồi, khi khách hàng của chúng ta gặp vấn đề ví dụ như stress nè, đau đầu, đau vai gáy, nước tiểu vàng thì nguyên nhân đó là thiếu năng lượng não. Thiếu năng lượng não thì chúng ta có những cái giải pháp ví dụ như bổ sung vitamin C kẽm, enzyme, nước chua ngọt hoặc đắng ngọt hoặc là nước kiềm. Rồi, đối với những người thừa cân, những người thừa cân, nguyên nhân là gì ạ? Độc tố nhiều, thiếu enzyme, độc tố nhiều nhưng mà thiếu enzyme, thiếu lợi khuẩn. Thì giải pháp của chúng ta biết được nguyên nhân thì chúng ta sẽ có giải pháp nha. Như vậy giải pháp của chúng ta là bioenzyme và DL12. Nguyên nhân của thừa cân có thể là do thiếu nước, thiếu chất giải nhiệt dẫn đến thiếu đường. Thì chúng ta sẽ bổ sung nước kiềm và nước chua ngọt. Nếu một người thừa cân thì chắc chắn là sẽ bị thừa đạm và thừa bột. Thì nguyên nhân thì giải pháp của chúng ta là gì? Giảm bột, giảm đạm động vật và bổ sung thêm tảo xoắn và sữa oxalat. Rồi, thừa cân thì nguyên nhân có thể là do thừa cái mỡ trắng mà thiếu mỡ nâu. Cái bài này thì các anh chị nghe cô Tâm giảng rồi đó. Và
chắc chắn là sẽ thiếu chất béo tốt rồi, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có giải pháp là có dầu cá của Canada ha, với cái hàm lượng là tiêu chuẩn độc nhất luôn, độc quyền luôn, đó là EPA và DHA 290/190, và khuyên người này nên tập thể dục. Rồi, người thừa cân thường là nguyên nhân do thiếu hormone và stress, thì chúng ta sẽ có giải pháp là uống mầm hoặc bí. Mầm là cho nữ và bí là cho nam, và bổ sung thêm HQ 180. Rồi, đến đây thì chúng ta thấy rằng các cái vấn đề của khách hàng cũng như là dẫn đến cái nguyên nhân, và chúng ta sẽ cung cấp cho khách hàng các cái giải pháp. Tất cả những cái này thì chúng ta sẽ đã được học những cái dinh dưỡng, những cái khóa, những cái bài trước rồi, thì chúng ta bây giờ chúng ta chỉ biết là chúng ta ráp vô thôi. Chúng ta thấy khách hàng của chúng ta có những cái vấn đề gì, chúng ta hiểu được nguyên nhân là đâu và đây là giải pháp, đúng chưa? Để chúng ta tư vấn cho khách hàng, phối hợp sản phẩm cho khách hàng đúng cái nhu cầu, đúng cái những cái gì mà họ đang mất cân bằng thì mình bổ sung cho cân bằng, được chưa? Rồi. Rồi chúng ta xong bước 5 rồi. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta thấy ôn lại như vậy chúng ta có dễ nhớ không ạ? Chúng ta có dễ nhớ không ạ? nhắn đi. Chúng ta nhắn đi. Nếu như mà chúng ta thấy ôn lại như vậy chúng ta thấy có dễ nhớ không ạ? Sản phẩm của chúng ta nó rất là thiết thực đúng không ạ? Nó đúng mục tiêu luôn. Nó không có lòng vòng đâu. Anh mà bị đường ruột, táo thì táo bón thì chúng ta có cái sản phẩm enzyme, mà nếu mà rối loạn tiêu hóa tiêu chảy thì chúng ta có DM12 đó, nó trúng cái mục tiêu của chúng ta luôn rồi, chúng ta ráp vô là nó rất là dễ dàng đúng không ạ? Chúng ta không có sản phẩm đi vòng vòng đâu, sản phẩm chúng ta là đúng mục tiêu luôn đó, cho nên chúng ta rất là dễ nhớ đúng không ạ? Một cái bài ôn cho chúng ta thôi, vì chúng ta có học những cái bài trước rồi cho nên bài này chúng ta ôn lại thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẵn sàng qua bước 6 chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta hãy lấy lại năng lượng nè. DLC. Bật cam lên các anh chị, bật cam lên. Chúng ta lấy lại năng lượng nè. Chúng ta nạp thêm năng lượng này chúng ta để tiếp tục những bước tiếp theo rất là hay. Những bước tiếp theo rất là hay để chúng ta hoàn thành rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Nếu mà các anh chị gọi là gì đó, càng năng lượng thì chúng ta càng giữ cái năng lượng đó, chúng ta càng thực tế, càng hiệu quả. Chúng ta trao cái năng lượng này cho khách hàng, khi chúng ta tư vấn thì chúng ta chắc chắn là chúng ta thắng thôi, đúng không ạ? Ai năng lượng cao thì người đó thắng, đó là điều đương nhiên đúng không ạ? Năng lượng nha, bật mic lên nè, chúng ta kích neo nè, chúng ta kích neo để chúng ta nạp năng lượng và chúng ta làm cho cái năng lượng chúng ta lên đỉnh cao luôn nè. To lên cho nó phát ra luôn đúng không ạ? Rồi vươn tay lên cho nó khỏe. Ơi, mình hô lại nha. Rồi, chúng ta sẵn sàng vào bước 6 chưa hả? Sẵn sàng cô. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đúng không ạ? Đến giờ này mà chúng ta còn rất là năng lượng đúng không ạ? Đó, yeah. Đúng rồi, chúng ta sẽ vào bước 6. Càng về sau, càng khuya là càng hấp dẫn. Hãy để đấy đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nha. Tiếp theo, rồi. Các anh chị sẵn sàng chưa hả? Chúng ta nhắn chữ S đi ạ. Mặc dù chúng ta năng lượng rất là ngập tràn rồi, 1000% rồi. Vâng, cảm ơn Hà Chính, cảm ơn Nguyễn Thị Hòa, cảm ơn Úc Nguyễn, cảm ơn Lưu Dung, cảm ơn nhiều người sẵn sàng quá. Chúng ta bắt đầu thôi nha. Bước 6 là chúng ta sẽ đi vào câu chuyện thành công, đúng không ạ? Khi khách hàng chúng ta nghe hết những cái nguyên nhân, những giải pháp, lúc này khách hàng có hiểu về mình nhiều không anh ạ? Hồi đó mình ăn uống này không cân bằng này. Mình đang lạnh tay lạnh chân mà mình cứ ăn những cái đồ như là thức ăn mà nhuyễn thể vào ban đêm nè, làm cho mình lạnh tay nhức xương sống, lạnh xương sống ra, đúng không ạ? Rồi ví dụ hồi xưa mình hay rối loạn tiêu hóa mà mình không bao giờ mình ăn cái vị chát hết đó, hoặc là mình đau xương khớp mà chẳng bao giờ mình ăn cái vị
bị gì, bị đắng hết đúng không ạ? Rồi chẳng bao giờ mình thấy mình mệt mỏi mà mình bao giờ mình uống ly nước chanh đường. Đấy là bây giờ khi mà nghe được rồi đúng không, nghe chúng ta kể về những cái nguyên nhân đó, rồi chúng ta thấy khách hàng của chúng ta hiểu về khách hàng, khách hàng rồi chúng ta đưa những cái nguyên nhân cũng như là những cái giải pháp của chúng ta. Đến lúc này thì chúng ta nên đưa những câu chuyện thành công. Câu chuyện thành công, ví dụ khách hàng đang có vấn đề về dạ dày, thì mình đưa những câu chuyện thành công của những người đã có kết quả về dạ dày gần giống với câu chuyện của khách hàng, hoặc là giống câu chuyện của khách hàng. Ví dụ như cái người đang muốn giảm cân, thì mình giới thiệu những cái người mà giảm cân thành công đó. Đó như hồi đầu giờ đó chúng ta thấy nè, chị Út Nguyễn nè, đó mới có mười mấy ngày thôi mà đã cải thiện nè, giảm vòng eo, giảm cân đúng không, mà uống nước và cải thiện, uống nước chanh đường thôi mà giảm đau đầu khỏe. Thấy không? Đó, chị học có mười mấy ngày thôi là đã có kết quả rồi. Các anh chị thấy không ạ? Các anh chị đâu có phải mất tiền mà đi mua thuốc tây, đi khám bệnh mất thời gian đâu có đâu. Chúng ta chỉ cần áp dụng cái đơn giản như thế thôi, vì mình biết nguyên nhân rồi. Nhưng mà để biết nguyên nhân đó mình phải học đúng không ạ? Đó, thì đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình kể một câu chuyện về những cái vấn đề mà khách hàng đang còn gặp, gặp thì khách hàng thì sẽ hút và sẽ nghe mình hơn đúng không ạ? Sẽ rất là thích. Và tiếp theo thì chúng ta nên kể gì ạ? Câu chuyện kết quả của bản thân hoặc là gia đình của mình nữa đúng không ạ? Ví dụ như như tôi đây, ngày trước cũng tăng vòng 2 do, ví dụ vậy, do rối loạn nội tiết hay là do tụ tác nó bị lão hóa, ví dụ vậy. Thì sau khi mà mình áp dụng 21 ngày này thì mình đã giảm được 2 kg và 6 cm vòng eo, ví dụ vậy. Thì khi mà mình nói kết quả của mình ra nó thì ra cái người này không phải chỉ nói không mà họ cũng đã áp dụng và họ cũng đã đạt được kết quả như vậy. Thì hoặc là nói ví dụ như mẹ của mình là bây giờ là mê cái viên đen đen. Viên đen đen là viên tảo đó các anh chị. Nhớ nghe, hết một cái là nhớ đem cái viên đen đen qua nha. Cứ vậy đó, 80 mấy tuổi rồi. Nhưng mà thích cái viên đen đen đó lắm. Mà bà ngoại uống bây giờ là bà ngoại già, bà ngoại rất là đẹp, mà tóc bà ngoại 87 tuổi rồi mà tóc mới hơi muối tiêu thôi. Tóc rất là đẹp. Cho nên là ai mà uống tảo nhiều nhiều chút là tóc mình cứ đem hoài. Bí mật nha, bí mật này được bật mí rồi đó. Ai mà thích tóc mình nó cứ đen, nó bóng mượt hoài nè. Mình năm nay là các anh chị biết u bao nhiêu chưa, mà tóc nè không có bị bạc đâu á nha. Ngay từ trong chân tóc nó rất là khỏe. Cho nên là đây là cái kết quả bản thân của mình khi mình sử dụng sản phẩm. Và khi mình kể những câu chuyện như vậy, những câu chuyện thành công như vậy, những câu chuyện thành công về sức khỏe, những câu chuyện thành công về kết quả sản phẩm của mình, để làm gì, kể những câu chuyện gần giống như khách hàng. Vì cái lớp của mình một lần mà xong một khóa thì rất là nhiều kết quả luôn. Chúng ta lưu lại, chúng ta lưu lại và chúng ta nhớ câu chuyện của người người nào đó, đúng không ạ? Và sắp tới đây chúng ta sẽ có một cuộc thi tranh tài, đúng không? Thi kết quả coi ai là người đạt kết quả cao nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có cái buổi đó thì chúng ta lưu lại những cái hình ảnh đó. Hoặc là một người mà người ta không có ý định giảm hay tăng gì, người ta giữ cân và người ta giữ dáng và giữ thay đổi làn da, vóc dáng, thay đổi làn da, thay đổi sức khỏe cũng là một cái thành công rồi. Như vậy thì chúng ta có những cái câu chuyện tăng cân, giảm cân, sức khỏe hay là về sắc đẹp, chúng ta đều có những câu chuyện đó, thì chúng ta kể cho khách hàng nghe, đưa hình ảnh hoặc đưa video cho khách hàng xem để làm gì ạ? Mục đích rồi để làm gì các anh chị? Củng cố niềm tin cho khách hàng, đúng không ạ? Củng cố niềm tin, chặn coi như là không còn hoài nghi nữa, để cho niềm tin, hãy tin tưởng hơn về cái giải pháp của chúng ta và yên tâm để mà sử dụng. Rồi bước 6 là chúng ta chỉ việc kể chuyện thôi, đúng không ạ? Kể chuyện cho nó hấp dẫn, đúng không ạ? Vì gần giống với câu chuyện của khách hàng là chắc chắn khách hàng sẽ rất là thích nghe, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta sẽ làm cho khách hàng chúng ta tăng thêm niềm tin, đúng không ạ? Và thực sự an tâm khi sử dụng sử dụng sản phẩm của chúng ta, cái giải pháp của chúng ta. Rồi sau bước 6 thì chúng ta sang bước 7 là cái bước giải đáp thắc mắc. Vì sao? Vì có cái bước này chắc chắn rằng khách hàng của chúng ta sẽ có những câu hỏi
Vì khi mà mình quá trình mình tư vấn từ đầu giờ thì có thể họ chưa hiểu cái gì đó, họ chưa nghe kịp cái gì đó, hoặc là một lúc nào đó họ chưa tập trung, thì chúng ta họ sẽ hỏi về 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 những cái thắc mắc, thì như vậy chúng ta sẽ dạy gỡ thôi, đúng không ạ? Thì thường thường á, là có ba cái thắc mắc hoặc là ba cái câu hỏi thường gặp. Thứ nhất là về cái niềm tin. Về niềm tin thì thường thường á, là họ chưa tin rằng là sản phẩm này có kết quả hay không. Nghe nói hay vậy đó mà không biết có kết quả hay không, đúng không? Thì cái đó là cái chuyện mà bình thường thôi, đúng không ạ? Thứ hai là về giá cả. Thì nhiều khi họ nghĩ rằng ồ, cái sản phẩm này có giá nó có cao không đó. Rồi hoặc là về cạnh tranh, ví dụ như họ đang dùng một cái sản phẩm nào đó chẳng hạn, thì họ đang dò được coi là sản phẩm mình có thực sự tin tưởng, thực sự là có kết quả hay không, và cái mức độ cạnh tranh nó như thế nào đó, đúng không ạ? Thì tới đây chúng ta có thể giải đáp được không ạ? Chúng ta giải đáp được cho khách hàng, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ giải đáp như thế nào. Rồi bây giờ đây là một cái số mẫu câu để gợi ý cho giải đáp cho những cái thắc mắc mà chúng ta vừa nêu lên. Ví dụ như khách hàng chưa có niềm tin, ví dụ như khách hàng nói là tôi nghe bạn chia sẻ nãy giờ tôi thấy nó cũng hay, nhưng mà liệu có kết quả thật như bạn nói hay không? Thì lúc này mình sao ạ? Mình không có thể nói là tôi cam đoan với bạn, tôi chắc chắn với bạn, mình không thể mình nói như vậy liền, đúng không ạ? Mình phải có kỹ năng, đúng chưa? Tức là mình phải đồng cảm với ý kiến của khách hàng. Khách hàng luôn đúng. Chúng ta hãy nhớ rằng khách hàng luôn đúng và khách hàng rất là thông minh, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải trân trọng khách hàng. Khách hàng khi nghe khách hàng nói như vậy thì chúng ta sao ạ? Đồng cảm với khách hàng. Chúng ta đừng có phản kháng lại gì hết, đúng không ạ? Đồng cảm với khách hàng. Em rất là hiểu cảm nhận của chị, vì trước đây em cũng lo lắng như vậy. Trước đây em giống chị y chang vậy đó. Nhưng mà bây giờ nè, theo chị thì làm thế nào để chúng ta chắc chắn 100% rằng cái sản phẩm này là có kết quả hay là không nè? Làm sao các anh chị? Chỉ có một cách là sao ạ? Tự mình phải chứng minh thôi, tự mình phải kiểm chứng thôi. Rồi mình đưa ra, đây là hình ảnh của khách hàng của em đã có kết quả rồi nè, tăng cân nè, chị Út nè, chị muốn giảm cân là có chị Út nè đó, rồi muốn tăng cân là có chị Bửu nè, thí dụ vậy. Còn có chị Võ Hạnh nè, là cải thiện về sức khỏe nè, được chưa ạ? Những cái người mà chúng ta gặp nhau mỗi tối đó là họ có thay đổi, họ có kết quả, và những cái người đang nhắn tin trong phòng chat trước giờ đấy thì chúng ta thấy không, rất là nhiều kết quả, đúng không ạ? Rồi như vậy thì chúng ta đây là những cái câu để chúng ta gợi ý ha, để chúng ta giải đáp những cái thắc mắc nếu như khách hàng có như vậy, đúng chưa? Nhưng mà thường thường á là tới bước này thì chúng ta xử lý ít lắm chứ không có nhiều đâu. Đây là mình chỉ có gợi ý thôi. Nhưng mà vì những cái bước trước mình đã giải quyết hết rồi, đúng không ạ? Những cái bước trước mình đã giải quyết hết rồi thì bước này thì nói chung rất là nhẹ thôi, không có gì hết. Nhưng mà nếu có thì chúng ta cũng có thể có những câu như thế này ha. Chứ các anh chị thì chùm số chùm rồi, đúng không? Các anh chị quá giỏi kỹ năng rồi. Đây là gợi ý thôi nha. Những cái người mà hướng nội á, những người hướng nội, những cái người chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể chúng ta sẽ hỏi những câu này, gợi ý thôi nha. Rồi tiếp theo nha. Tiếp theo là đến cái phần giá cả đi. Khách hàng nói là nghe nói là như vậy thì giá này không biết làm sao, nghe nói giá cao. Và sao ạ? Nghe thì cũng thích nhưng mà nghe nói giá cao. Rồi lúc này một lần nữa thì chúng ta phải làm sao ạ? Phải lắng nghe, phải đồng cảm với khách hàng, được chưa ạ? Rồi ban đầu em cũng cho rằng giá cao, nhưng mà sau khi dùng mà đã có kết quả rồi thì em thấy thực sự giá này thì quá hợp lý. Và nếu như không muốn nói là rất là hiệu quả và tiết kiệm hơn các giải pháp khác. Mà nếu mà chị thấy không, nếu mà chị thấy là nếu mà cái giá cao hơn thì chị cho em biết là so với nó cao hơn là so với cái sản phẩm nào.
Mà nếu mà chị cho phép thì em giúp chị, em sẽ giúp chị làm một bài toán để chứng minh rằng cái giá sản phẩm ở đây rất là hợp lý luôn. À, được không ạ? À, rồi về phần giá cả, rồi tiếp theo thì chúng ta sang cái phần mà họ nói đang cạnh tranh. À, tôi cũng đang dùng của sản phẩm đó mua từ trước mà ở nước ngoài, hay là từ nước ngoài gửi về, nước này nước này nước kia vân vân. À thì lúc này chúng ta sao ạ? À? Ô vậy à, em chúc mừng chị nha. Chị là người phụ nữ rất là thông minh ha, biết đầu tư cho sức khỏe của mình, đúng không ạ? Biết chủ động chăm sóc sức khỏe cho mình. Như vậy là quá tốt luôn. Người ta nói gì ạ? Phòng hơn chữa. À, một đồng để phòng thôi nhưng mà khi đã chữa thì nó tốn gấp 10 đồng. Chị quá chủ động, chị quá sức là thông minh. À, như vậy cho em hỏi chị đang dùng sản phẩm thương hiệu nào ạ? Và chị dùng bao lâu rồi? Chị có hài lòng về cái hiệu quả của sản phẩm đó mang lại hay không? Hay là và có điều gì đó làm chị chưa hài lòng? Rồi, và điều gì đã khiến chị quyết định trải nghiệm sản phẩm của DLC? Rồi, và em cũng có nhiều khách hàng dùng sản phẩm nước ngoài như là chị vậy đó, nhưng mà hiệu quả hơi chậm và cuối cùng thì đã chuyển sang sản phẩm dùng sản phẩm của DLC rồi. À, đây là những cái câu mà gợi ý để khách hàng có thắc mắc thì chúng ta sẽ có những cái câu gợi ý như vậy. Được chưa ạ? Rồi chúng ta sang một cái, hồi nãy chúng ta hứa là chúng ta sẽ làm bài toán để giúp đỡ để mà cho khách hàng so sánh, đúng không ạ? Bây giờ có một cái sản phẩm về lợi khuẩn, chúng ta hãy so sánh xem nha. Rồi thứ nhất chúng ta sẽ so sánh, ở đây chúng ta có so sánh giữa DLC và công ty HBL. Chúng ta sẽ so sánh lợi khuẩn với lợi khuẩn nha các anh chị. À, rồi về cái mục để so sánh, chúng ta sẽ có so sánh những cái đặc tính, ví dụ như là về chủng loại. Về chủng loại thì DLC có 12 chủng lợi khuẩn và công ty HBL có một chủng lợi khuẩn. Rồi tiếp theo về hàm lượng thì DLC 900 tỷ cho một hộp, công ty HBL 30 tỷ trên một hộp. Rồi về công nghệ, thì sản phẩm DLC, lợi khuẩn của DLC có màng bọc pha lê đa lớp, sản phẩm của HBL có màng bọc nhưng không biết có nhiều hay không, không biết có mấy lớp, có thôi, mình chỉ biết có thôi chứ họ không có công bố lên trên cái giấy công bố sản phẩm. Được chưa? Đến đây, à, HBL là một cái tên của một công ty nào đó, tùy các bạn hiểu. Đây là mình chỉ ví dụ thôi nha. Rồi, đến đây nè, các anh chị thấy một người khách hàng thông minh, họ sẽ so sánh và họ sẽ chọn cái gì? Họ sẽ chọn cái gì ạ? Một cái là chủng loại nhiều hơn, hàm lượng cao hơn, màng bọc pha lê cao hơn, thì đến đây chưa nói giá. Thì một người thông minh thì người ta sẽ chọn sản phẩm của ai ạ? À? Herbalife. Yes, sản phẩm của DLC đúng không ạ? Và nói đến giá thành thì sản phẩm DLC 763.000 một hộp, mà công ty HBL chỉ có là có 700 sáu 700 mấy ta? À 766.000 đúng không ạ? À, người ta chỉ mắc hơn mình chứ, người ta mắc hơn mình, 3.000. Nhưng mà để cái 12 chủng này với cái một chủng này chúng ta lựa chọn cái gì ạ? Nếu như trong cái đường ruột của chúng ta mà nhiều cái con lợi khuẩn này hơn, nhiều con lợi khuẩn hơn và nhiều chủng loại hơn thì nó sẽ giá trị ở đây, giá trị quyết định ở đây đó các anh chị. Và hơn nữa có màng bọc pha lê đa lớp nữa, nó bọc cái con lợi khuẩn sống rồi nó đi vào đường ruột của chúng ta, nó sẽ đến cái nơi nó cần đến và nó sinh sôi nảy nở ra. À, màng bọc nó giúp cho con lợi khuẩn đó nó sống sống để vượt qua cái môi trường axit dạ dày mà nó không bị chết. À, vì nếu không có màng bọc hoặc là có màng bọc không đủ công nghệ thì con lợi khuẩn nó sẽ chết ngay cái lúc mà nó nằm ở ngay cái phần dạ dày rồi, đúng không ạ? Vì axit dạ dày chúng ta rất là nóng,
Cho nên một cái công nghệ này để giúp cho cái con lợi khuẩn nó đi vào, đến sôi nảy nở ra, nó sống được thì nó mới đi, nó mới sinh sôi nảy nở được, đúng không ạ? Đó, đó là một cái giá trị sản phẩm lợi khuẩn probiotic hay còn gọi là DL12 của DLC đem lại cho chúng ta, mà giá thì rất là phù hợp. Đến đây các anh chị thấy chúng ta hoàn toàn thuyết phục bởi công nghệ, hàm lượng chủng loại và giá thành của sản phẩm DLC chưa? Chúng ta thấy một người thông minh thì chúng ta sẽ chọn cái gì rồi, đúng không ạ? Chúng ta so sánh như vậy thôi. Chúng ta không so sánh lợi khuẩn với một cái sản phẩm khác vì nó sẽ khập khiễng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ so sánh như thế này. Vì chúng ta rất là thông minh, các anh chị rất là thông minh, khách hàng luôn đúng và khách hàng luôn thông minh, các anh chị. Đó. Rồi chúng ta chỉ đưa cái bảng giá, bảng tìm hiểu như thế này, bảng so sánh như thế này, rồi là khách hàng tự chúng ta biết thôi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, đây là một cái phần kỹ năng khi chúng ta tư vấn với khách hàng. Đây là ba bước để giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Ba bước này, bước thứ nhất là chúng ta luôn luôn đồng cảm, khen ngợi. Bước thứ hai, chúng ta đặt lại câu hỏi. Và bước thứ ba, chúng ta tìm cái sự đồng thuận với khách hàng, đúng không ạ? Đây là một cái kỹ năng mà tất cả những cái bài ở trong này là một kỹ năng, một kỹ năng của ông vua bán hàng thế giới. Ông vua bán hàng thế giới đó là ông Blesinger, mà rất may mắn là thủ lĩnh Tuyết Mai của chúng ta đã được học. Và với kinh nghiệm hơn 10 năm của thủ lĩnh, Tuyết Mai của chúng ta đã tích lũy lại thành một cái bài như ngày hôm nay. Mà mình chỉ có là người chia sẻ lại thôi. Rồi, và chúng ta thấy cái bài học đến đây thì chúng ta thấy những cái kỹ năng này có cần thiết không ạ? Có cần thiết không? Chúng ta nhắn lên đi ạ. Nếu chúng ta thấy cần thì chúng ta nói cần thôi, đúng không ạ? Nếu chúng ta thấy hữu ích thì chúng ta nhắn là hữu ích, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị. Rất cần, đúng không ạ? Tại vì dù chúng ta có học thuộc lý thuyết, chúng ta có thực hành, nhưng chúng ta thiếu kỹ năng thì cũng chưa đạt được, đúng không ạ? Chưa giúp khách hàng được. Và để chúng ta hiểu được khách hàng thì chúng ta cần phải hiểu cái kỹ năng. Rồi, chúng ta tới đây chúng ta hãy vỗ một tràng pháo tay để cảm ơn thủ lĩnh của chúng ta đi ạ. Tỏ lòng biết ơn đi nào. Cảm ơn thủ lĩnh rất là nhiều, 10 năm kinh nghiệm, đúng không ạ? Cho chúng ta một bài học rất là vô giá, đúng không ạ? Rồi, bước 8. Chúng ta sang bước 8, giúp khách hàng ra quyết định, đúng không ạ? Rồi, về bước này thì chúng ta sao ạ? Chúng ta đôi khi chúng ta phải ra quyết định cho khách hàng. Trước khi chúng ta ra quyết định cho khách hàng thì chúng ta nắm được những cái yếu tố để chúng ta giúp cho khách hàng ra quyết định nè. Yếu tố thứ nhất, khi chúng ta chia sẻ thì chúng ta nói về cái giá trị của sản phẩm trước khi chúng ta nói về giá cả, được chưa? Chúng ta nói về giá trị trước. Chị bị gì, bị rối loạn tiêu hóa hả? Phân lỏng ngày đi mấy lần, đúng không ạ? Chị có biết để làm cho chị cải thiện về vi sinh đường ruột thì chúng chị cần cái gì ạ? Phải có một đưa nhiều cái con lợi khuẩn vào, rồi sau đó làm sao ạ? Để nó thắng cái con hại khuẩn đi. Rồi sao nữa? Rồi gì ạ? Nó sẽ gì ạ? Sinh sôi nảy nở ra, nó nhờ công nghệ màng bọc pha lê. Vì sao ạ? Vì trong mỗi gói nó chứa đến 20 tỷ lợi khuẩn và nó chứa đến 12 chủng. Cho nên nó giúp gì ạ? Sinh sôi nảy nở lên, lợi khuẩn lên và làm cho rối loạn vấn đề về ruột của bạn nó được ổn định, và nó giúp rất là nhiều cái giá trị mà cái men vi sinh chúng ta đem lại. Chúng ta nói giá trị trước khi chúng ta nói giá cả, được chưa? Đây là những yếu tố nha, những yếu tố để giúp khách hàng ra quyết định. Cái thứ hai,
Nhân dịp sự kiện thì chị lấy vì hàng hàng mà của EOC á, mà đặc biệt là cái hàng mà men vi sinh này á, là thường thường là best sell không à? Là vì sao ạ? Nó là thường thường là vì nó là trùm lợi khuẩn rồi, không ai qua nó hết trên thị trường này, trên thế giới này luôn, không có ai qua cái hộp sản phẩm DL12 của mình hết, bảo đảm với các anh chị luôn. Và nhân dịp sự kiện nè, công ty có chương trình nè, đó, mua 10 tặng 1, ví dụ vậy đúng không ạ? Rồi hoặc là bây giờ nhân dịp ngày cuối cuối quý, Thủ lĩnh Tuyết Mai ra cái chương trình và ai là nhà phân phối ký form vào nhà phân phối của DLC từ đây đến hết 5 giờ chiều ngày 29 tháng 6, Tuyết Mai sẽ ra một cái tặng một cái phần quà cho các anh chị. Đó là một hộp Oslac, bốn quyển sản phẩm của DLC và một quyển hướng dẫn máy test sức khỏe. Tuyệt vời không các anh chị? Các anh chị trước sau thì các anh chị cũng sẽ vô nhà phân phối mà. Nhưng mà Thủ lĩnh Tuyết Mai rất là sộp luôn đúng không ạ? Rất là thương các anh chị dành tặng một cái chương trình đặc biệt từ hôm nay cho đến hết ngày, đến 5 giờ chiều nha, đến ngày 29 tháng 6. Ai mà đăng ký trở thành là nhà phân phối của DLC thì sao được Thủ lĩnh Tuyết Mai tặng một hộp sữa Oslac, bốn quyển sản phẩm DLC, trong đó có đầy đủ luôn thông tin đặc điểm nổi trội, cách dùng rồi rất là hay luôn, quy trình 5S làm sao hay lắm. Rồi rồi sau đó sao nữa, là tặng thêm một quyển hướng dẫn các anh chị cái máy mà hướng dẫn các anh chị máy mà để test sức khỏe cho khách hàng gồm 36 chỉ số á, hướng dẫn cho các anh chị luôn. Trời ơi, xong một cái các anh chị tư vấn viên chuyên nghiệp được một phần quà nữa, trời ơi, ra là coi như là tự tin ngời ngời luôn, trở thành chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp luôn các anh chị. Vậy thì chúng ta hãy tận dụng sự kiện này nha. Rồi thứ hai nữa sao ạ, sản phẩm của chúng ta đang bị khan hiếm rất là nhiều các anh chị. Các anh chị thấy rằng cái thời gian này là đang rất là thiếu hàng này, tảo chưa có này, dầu cá cũng chưa có, cái mức độ khan hiếm nó rất là, vì khan hiếm những cái nguyên liệu của các anh chị đấy, cho nên là cho anh chị hãy tận dụng mua luôn, mua 10 được một, vô nhà phân phối ngay bây giờ chúng ta còn được quà nữa đúng không ạ? Đó, và sao chúng ta hãy đưa ra cái hạn chót từ đây đến ngày 29 tháng 6 mà thôi, qua ngày 30 tháng 6 là tất cả trở về lại bình thường rồi đúng không ạ? Không còn cơ hội này nữa. Các anh chị thấy chúng ta có tận dụng không ạ? Phải tận dụng, không ai cho mình đâu đúng không ạ? Mà đây lần này các chị có sản phẩm, các anh chị, các anh chị mở ra một cái doanh nghiệp cho mình chỉ có 12 triệu 500 thôi mà các anh chị còn được quà nữa, rồi các anh chị được 6% hoa hồng nữa, rồi các anh chị được mở DLC Care, các anh chị được kinh doanh Waterloo đúng không ạ? Rất là nhiều quyền lợi phía sau. Và nói nhỏ với các anh chị thôi, sắp tới chiến lược của DLC tuyệt vời vô cùng. Còn một cái chương trình nữa, chạy bộ buổi sáng chỉ cần chạy 1.500 km thôi. Đúng rồi, 1.500 m, quên, là sao, là 1,5 cây đó. Liệu luôn, chạy 1,5 cây thôi là sao là chúng ta được tặng 100.000 một ngày, 100.000 một ngày, chúng ta tổng cộng lại cuối tuần là 7 ngày chúng ta được có 700.000, chúng ta được quy ra chúng ta mua sữa lắc chúng ta uống, quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Chúng ta thấy chúng ta có tận dụng chương trình đó không ạ? Quá tuyệt vời, không ở đâu có đâu các anh chị. Các anh chị thấy rằng là không ở đâu có, tại vì những công ty khác họ tổng giám đốc của họ họ không có dám ra quyết định, nhưng đối với DLC có được tổng giám đốc toàn quyền quyết định và gặp thủ lĩnh của chúng ta nữa, quá tuyệt vời, phải nói là các anh chị quá được yêu thương luôn á. Hồi đó mình vô nhà cũng không chưa có bây giờ các anh chị có rồi, chúng ta hãy tận dụng đúng không ạ? Và như vậy chúng ta hãy giúp khách hàng của chúng ta ra quyết định nhanh. Đúng rồi, kỳ này phải chạy bộ thôi, và ai đã nhập phân phối rồi chúng ta hãy
kết nối nha, kết nối và chúng ta trở thành và gia đình của chúng ta rồi, cho nên là chúng ta kích lệ những người chưa có là nhà phân phối chúng ta vào thời điểm này, đúng không ạ? Rất là nhiều quyền lợi luôn. Rồi, và như vậy thì trong thời điểm này các anh chị thấy rằng là cái bước 8 là cái bước để chúng ta giúp cho khách hàng ra quyết định, không phải là vì những món quà nhưng vì lợi ích của các anh chị, đúng không? Lợi ích của các anh chị, chúng ta có thêm cái món quà nhỏ nhỏ để khích lệ động viên của chúng ta, và đâu đó chúng ta trao nhau một cái nghĩa cử, đó là yêu thương, đúng không ạ? Yêu thương không nói bằng lời mà phải thể hiện bằng tình cảm, không bằng vật chất một chút xíu, đúng không ạ? Nói yêu nói yêu mà không có thể hiện gì hết thì ai mà tin, đúng không ạ? Đây là một nghĩa cử yêu thương, nghĩa cử cao đẹp của ban tổ chức, đặc biệt là thủ lĩnh Tuyết Mai cũng như là tổng giám đốc BNC Việt Nam, đúng không ạ? Rồi đến đây thì chúng ta thấy rằng chúng ta trải qua 8 bước để giúp cho chúng ta đi vào thế giới bên trong khách hàng. Khi chúng ta thực hiện theo cái quy trình 8 bước này thì chúng ta sẽ chinh phục được cái thế giới bên trong khách hàng và giúp chúng ta giúp cho chúng ta trở thành tư vấn viên rất là chuyên nghiệp và giúp cho khách hàng đạt được mục tiêu. Rồi cho mình nói thêm những cái ôn lại chút xíu để chúng ta mở rộng một chút xíu ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ về để mà cuộc sống và sức khỏe của chúng ta thì chúng ta có 7 nguyên tắc kim cương của hệ thống Huy Quang. Nguyên tắc thứ nhất là chúng ta ăn đúng. Ăn đúng là ăn như thế nào ạ? Ăn đúng là chúng ta cân bằng âm dương, cân bằng lục vị và cân bằng dinh dưỡng, đúng không ạ? Là ăn đúng. Thứ hai, nguyên tắc thứ hai là chúng ta uống đúng. Uống đúng là uống như thế nào ạ? Uống nước gì là đúng là tốt ạ? Uống nước kiềm, đúng không ạ? Đúng rồi, uống đúng là uống, chúng ta uống từng ngụm, chia ra từng ngụm và nuốt từ từ, hoặc là chúng ta phải uống cái nước, chọn nước tốt, đó là nước kiềm, đúng không ạ? Rồi, rồi sau đó thì chúng ta nguyên tắc thứ ba đó là chúng ta ngủ đúng là chúng ta phải ngủ sớm và thức sớm, đúng không ạ? Ngủ sớm trước 11 giờ hoặc là chúng ta thức sớm 5 giờ. Rồi chúng ta nguyên tắc thứ tư đó là chúng ta thải đúng là như thế nào là các anh chị? Chúng ta tập cho có thói quen là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng thì chúng ta đi vệ sinh bài tiết ha. Thời gian này là chúng ta bài tiết thì sau một đêm nó tiêu hóa rồi thì mình tập cho cái cơ thể chúng ta nên bài tiết vào cái giờ đó. Rồi sau khi thải thì chúng ta phải gì ạ? Tập thể dục, đúng không ạ? Tại vì ở đây chúng ta không có đưa cái chữ vận động mà chúng ta đưa vào thể dục đúng là sao? Là tùy theo cái độ tuổi và tùy theo cái vấn đề của các sức khỏe của các anh chị. Ví dụ cái người mà người ta thừa cân quá nhiều, người ta trọng lượng người ta dư thừa quá nhiều, người ta không thể tập những cái môn thể dục mà mạnh được, nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái khớp gối á, thì chúng ta nằm chúng ta đạp xe đạp ví dụ vậy. Thì ở đây vấn đề ở đây là mình đang nói là thể dục đúng, có nghĩa là nó khác với vận động. Ví dụ một người nội trợ thì vận động đi tới đi lui cũng vận động mà, đúng không ạ? Và nếu mà như vậy thì nó không như mong muốn của mình. Còn khi thể dục thì chúng ta sẽ tập thể dục đúng là theo cái nhu cầu sức khỏe của chúng ta, theo nhu cầu lứa tuổi của chúng ta và theo nhu cầu cái bệnh lý của chúng ta mà chúng ta đặt mục tiêu để chúng ta thể dục đúng, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, thể dục đúng xong rồi chúng ta phải thở đúng, như cái bài mà vận khí, vận hành khí huyết của chuyên gia Minh Tâm á, thì chúng ta ứng dụng vào, hoặc là chúng ta tập hít thở mỗi ngày. Rồi, điều đặc biệt là nguyên tắc cuối cùng đó là chúng ta hãy giữ cái tinh thần của chúng ta vui vẻ, lạc quan. Và nhiều khi chúng ta cũng nên cho mình một cái không gian riêng, ví dụ như cái sở thích của mình, ví dụ như một ngày nào đó chúng ta thích đi câu cá thì chúng ta cứ đi câu cá, rồi ngày nào đó chúng ta thích đi nghe karaoke, nghe nhạc thì chúng ta đi nghe nhạc, hoặc là một lúc nào đó chúng ta cảm thấy chúng ta thích coi phim hài thì chúng ta coi phim hài, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta thích gặp gỡ một người nào đó mà chúng ta muốn gặp thì chúng ta hãy những cái môi trường tích cực, những cái, và đặc biệt là gì ạ?
buổi sáng chạy bộ là ngon lành nhất ha, vừa có quà vừa khỏe vừa tinh thần sảng khoái đậm năng lượng buổi sáng đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy là chúng ta và đây là 7 nguyên tắc kim cương của hệ thống Diwan, và đó cũng là mục tiêu của hệ thống Diwan muốn trao gửi đến các anh chị. Nguyên tắc sống kim cương có nghĩa là gì ạ? Là bền vững, là mãi mãi. Và khi chúng ta có một sức khỏe như kim cương thì chúng ta sẽ sống đến gì ạ? Hưởng thụ đến 100, 102, 120 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo thì trong cái bài tư vấn chúng ta thì chúng ta nên ôn lại chút xíu ha, là chúng ta nên xem cái nước tiểu á, thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát và lắng nghe lại cái phần cơ thể của chúng ta qua cái nước tiểu ha. Tại vì khi chúng ta tư vấn thì chúng ta không có quên hỏi những cái câu này đúng không ạ? Hỏi những cái câu mà xem nước tiểu. Thì nếu như một người khách hàng mà có nước tiểu vào ô số 2 và ô số 3 thì chúng ta lúc này chúng ta nên gì ạ? Bột đường thì 30% và đạm béo thì 70%. Rồi, nếu một người mà có nước tiểu màu số 4 và màu số 5 thì chúng ta hãy ngược lại, tức là bột đường 70% và đạm béo 30%. Ôn lại thôi nha các anh chị, ôn lại một chút để chúng ta nhớ. Và ai có thể muốn chụp thì cứ việc chụp hình nha. Rồi chúng ta ôn lại thôi. Rồi nếu một khách hàng mà có mẫu nước tiểu màu số 1, màu ô số 1 thì chúng ta thấy rằng ở người này thì nó tương đối là vừa đúng không ạ? Thì chúng ta cân bằng theo tỷ lệ là bột đường 40 đến 50% và đạm béo 50 đến 60%. Nhắc lại như vậy để chúng ta khi thiết kế bữa ăn á thì chúng ta sẽ biết tính bột đường và đạm béo để chúng ta cân bằng nhé. Rồi bây giờ chúng ta sang cái tiêu chuẩn phân này. Chúng ta sẽ hỏi về phân. Chúng ta ở đây có 6 tiêu chuẩn phân ha. Như vậy phân như thế nào là tốt cho sức khỏe? Chúng ta có 6 cái tiêu chuẩn, 6 sao. Sao thứ nhất là hình dạng phải như trái chuối, tức là nó phải khuôn và màu vàng đúng không ạ? Và nếu mà các anh chị thấy nếu mà phân khuôn thì chứng tỏ là người này đủ bột, mà phân nát thì người này thiếu bột. Mà nếu mà người này đi bón thì chắc chắn là người này bị thừa đạm rồi đúng không ạ? Tiêu chuẩn màu tiêu chuẩn sao thứ hai và sao thứ ba, thì sao thứ hai là tiêu chuẩn là cái màu phân nó phải màu vàng, và tiêu chuẩn sao thứ ba đó là mùi không hôi, thì chứng tỏ là nếu mà không hôi thì người này đủ lợi khuẩn như cái bài trước mình nói đúng không ạ? Rồi tiêu chuẩn thứ tư, ngôi sao thứ tư đó là sao ạ? Chìm hoặc nổi. Như vậy thì khoảng 7 phần chìm và 3 phần nổi. Được chưa? Nếu mà chìm nhiều thì phải là thiếu sơ. Rồi nếu mà nổi thì là người này thiếu khoáng. Chúng ta nhìn phân chúng ta biết được là thiếu cái chất gì đó nha. Rồi cái tiêu chuẩn sao thứ năm là gì ạ? Đi dễ và đi nhanh. Chứng tỏ là người này gì ạ? Nhu động tốt, dẫn truyền thần kinh tốt, cơ trơn khỏe, đủ canxi, magie, đủ đạm và đủ vitamin B và C. Được chưa? Rồi, tiêu chuẩn sao thứ sáu đó là không chùi cũng sạch. Tức là người này sao ạ? Niêm mạc trơn láng, không có khối u, không bị polyp và không bị trĩ. Và người này đủ vitamin A, có carotenoid và beta-carotene ha. Là đủ những cái chất chống oxy hóa đó các anh chị. Như vậy là nếu như các anh chị so phân của mình mà đạt 4 trên 6 tiêu chí là sức khỏe tương đối tốt. Đây là cái tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá, vì chúng ta không thể nhìn bên trong, chúng ta chỉ nhìn qua phân và nước tiểu thôi. Đúng ạ? Về cái hệ bài tiết thì chúng ta đánh giá được bên trong, được chưa? Về cái bài phân này thì chúng ta thấy rất là hay á, nó đánh giá được cái toàn bộ cái đường ruột của mình luôn đó các anh chị. Nhá. Rồi, tiếp theo. Tại DLC có tất cả là gì ạ? 8 cái bộ sản phẩm. Thì ở đây mình sẽ đi theo từng bộ một. Như chuyên gia Phương Nghi đã chia sẻ cho chúng ta rồi, bây giờ chúng ta ôn lại thôi để chúng ta nhớ. Về một bộ hỗ trợ cho hệ tiêu hóa
thì có DL12 và bioenzyme về hỗ trợ cho bộ tủy. Thì chúng ta có dầu cá, canxi, sữa ốt lắc và táo. Rồi, một bộ hỗ trợ cho bộ kháng viêm thì gồm có ngư chương chi, keo ông xanh và vitamin C. Rồi, tiếp theo, một bộ hỗ trợ cho nội tiết thì như chúng ta thấy là có mầm đậu nành của Thụy Sĩ và hạt bí ngô của Áo. Rồi, hỗ trợ cho bộ tim mạch thì chúng ta thấy có 3 sản phẩm, đó là dầu cá, tỏi đen và men gạo lứt đỏ. Rồi, để hỗ trợ cho xương khớp thì chúng ta thấy có glucosamin và calcitrat. Và một bộ hỗ trợ cho não, đó là HQ180. Và một bộ hỗ trợ cho mắt, đó là lutein. Nói đến sản phẩm thì chúng ta xem những cái công dụng là chúng ta nhớ lại nha. Rồi, chúng ta tiếp theo. Bộ sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa chúng ta nhớ có 2 sản phẩm đúng không ạ? Một cái là hỗ trợ cho các bé biến ăn khó tiêu, đối với những đối tượng mà gì ạ? Tiêu chảy là mình nên nhớ tới cái gì ạ? Hay rối loạn tiêu hóa đó thì mình hay nhớ tới cái gì ạ? Đầu tiên là mình nhớ tới DL12 lợi khuẩn đúng không ạ? Rồi, chúng ta nhớ nè, DL12 có những công dụng cho những trẻ biến ăn khó tiêu, rồi tiêu chảy hay là viêm đại tràng. Đối với người lớn cũng được nha. Rồi ngộ độc thực phẩm và hoặc là sức đề kháng kém. Rồi có giá trên sản phẩm luôn các anh chị. Các anh chị nếu mà quên thì chúng ta sẽ chụp hình cho chúng ta nhớ, để khi chúng ta thiết kế bữa ăn đó, chúng ta nghe khách hàng tư vấn đó, nghe khách hàng nói là đầu tư bao nhiêu tiền đó, để chúng ta nhớ cái giá, chúng ta phối hợp sản phẩm cho nó phù hợp nha. Rồi bioenzyme thì nói đến bioenzyme thì chúng ta nhớ đến những cái vấn đề mà khách hàng gặp nè, những người mà ăn khó tiêu, những người hay bị táo bón thì dùng bioenzyme rất là hiệu quả luôn. Rồi những người bệnh mãn tính á, ví dụ như là tim mạch, huyết áp, tai biến, tiểu đường, đường huyết cao, hút béo phì thì không thể bỏ lỡ, không thể không nhớ đến bioenzyme được đúng không ạ? Và đặc biệt bioenzyme sẽ giúp cho các bạn trẻ hóa, đẹp dáng, sáng da, được chưa? Rồi. Và đây là có luôn cách dùng luôn, chúng ta có thể chụp lại để chúng ta nhớ ha. Rồi tiếp theo, bộ tiêu hóa xong rồi với bộ hỗ trợ cho tủy, chúng ta nhớ là có 4 sản phẩm đó. Thì đầu tiên là sữa ốt lắc của chúng ta là những đối tượng sử dụng nè, là những cái đối tượng mà muốn tăng cường hệ miễn dịch, thải độc sâu nhờ thành phần IgG 13.000 đó. Rồi và nó sẽ điều biến miễn dịch, chống viêm nội mô, ngăn ngừa xơ vữa động mạch nhờ lactoferrin 450 mg, giảm mỡ, săn chắc cơ nhờ có thành phần đạm, vitamin và khoáng chất ở trong sữa, chống táo bón nhờ công nghệ GOS, tăng cường trí nhớ, bảo vệ hệ thần kinh nhờ có acid sialic, được chưa? Chúng ta thấy một cái hộp ốt lắc của chúng ta rất là nhiều công dụng đúng không ạ? Và đối tượng nào cũng thấy cũng cần hết. Đối với tảo thì chúng ta thấy rằng công dụng là tăng sinh tế bào gốc, tăng tủy, tạo máu, tăng cơ. Nhờ thành phần phycosinin 18%. Rồi có sắt, có canxi, có vitamin và chất khoáng ở trong tảo. Rồi tảo còn có giúp chúng ta đào thải kim loại nặng là nhờ diệp lục tố. Rồi còn bảo vệ niêm mạc nhờ vitamin A và beta carotene. Nhờ xương răng chắc khỏe, trong tảo có canxi và có khoáng nữa các anh chị. Tuyệt vời không ạ? Tiếp theo là chúng ta dùng cái bộ dưỡng tủy, gồm có dầu cá nữa nè. Sản phẩm thứ ba trong cái bộ dưỡng tủy nè. Dầu cá thì hỗ trợ phòng bệnh tim mạch, ổn định huyết áp, làm sạch mạch máu nhờ cái hàm lượng EPA và DHA 290/190 ha. Rồi đồng thời là gì nữa, giúp giảm mỡ và giảm vòng eo, đối tượng nào sử dụng thì không nên bỏ qua sản phẩm này ha. Rồi hỗ trợ luôn các bệnh mãn tính, ví dụ như tiểu đường hoặc là gan nhiễm mỡ, được chưa? Rồi canxi thì sao ạ? Giúp xương chắc khỏe nè, bảo vệ tủy, giúp tủy sản sinh tế bào gốc,
hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và kháng thể. Nhờ gì ạ? Nhờ cái thành phần ở trong canxi đó là thành phần sinichimol và canxi citrat, nhờ magie oxit, vitamin C và D3 có trong thành phần có trong canxi citrat của mình. Và đặc biệt là gì ạ? Dùng canxi là một cái chất dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt và hấp thu cao. À, hấp thu cao là nhờ hấp thu cao ha. Đặc biệt là gì ạ? Nó không lắng cặn và rất là an toàn. Nó nằm trong top rác mà các anh chị. Đó, cho nên là chúng ta thấy cái bộ dưỡng tủy của chúng ta là những cái sản phẩm phải nói là rất là sâu. À, và nhờ như vậy nó mới lấp đầy, đông đầy, làm cho cái tủy chúng ta đầy lên để giảm bớt cái chuyện mà thiểu đi, đúng không ạ? Và chúng ta biết rằng nếu mà canxi đủ thì chúng ta sẽ giải quyết được tới 147 bệnh lần á. À, cho nên các anh chị đừng nhớ nha, nhớ lưu ý. Rồi tiếp theo là chúng ta có bộ tim mạch. Bộ tim mạch gồm có 3 sản phẩm. Thứ nhất là dầu cá. Dầu cá thì như các anh chị đã vừa nghe xong đó, thì nó phòng được bệnh tim mạch, ổn định huyết áp ha. Rồi là làm sạch mạch máu, được chưa? À, rồi giúp giảm mỡ, giảm vòng eo, rồi hỗ trợ các bệnh mãn tính. Rồi về tỏi đen thì sao? Tỏi đen thì chúng ta thấy là làm bền thành mạch đó, làm bền thành mạch, tăng cường tưới máu lên não và xuống tứ chi, phòng ngừa suy tim, à, giãn tĩnh mạch, tai biến, thiếu máu não, lạnh tay chân và viêm tủy. Đó, công dụng của tỏi đen. Rồi men gạo lứt đỏ là gì ạ? Hỗ trợ rối loạn nhịp tim, kháng cục máu đông, phục hồi sau tai biến, hỗ trợ các cái bệnh gọi là máu cao, hoặc là giãn tĩnh mạch, Alzheimer, hoặc là Parkinson, hoặc là điều biến miễn dịch. Đó, chúng ta thấy sản phẩm của chúng ta trúng mục tiêu luôn ha. Rồi tiếp theo chúng ta thấy có bộ kháng viêm. Kháng viêm thì chúng ta thấy có những sản phẩm keo xanh, vitamin C và ngũ chân chi. Keo xanh là một cái chất kháng sinh tự nhiên, à, nó sẽ kháng viêm, kháng nấm, kháng virus, bảo vệ tế bào khỏe mạnh và tiêu diệt tế bào bất thường, tăng tiết insulin và ngăn ngừa biến chứng tiểu đường, hỗ trợ và điều trị COVID nhờ thành phần flavonoid 28 mg/ml trên một cái chất lượng của keo xanh. Rồi tiếp theo là sản phẩm ngô chiên chi, nó được là coi như là gọi là quốc bảo của Đài Loan đó. Thì chúng ta thấy rằng là nó được chống viêm này, chống ung bướu này, giải độc rượu này, tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ các vấn đề về gan, thận, tuyến tụy, đặc biệt là gan nhiễm mỡ, hoặc là xơ gan, men gan cao, hoặc là viêm gan B. Và uống ngô chân chi thì còn có trẻ hóa và duy trì tuổi thanh xuân nữa. À, là nhờ vậy, nhờ tất cả những cái thành phần chống oxy hóa rất mạnh của ngô chân chi. Đó là thành phần polysaccharide, chitebenoid, beta-glucan và lactalaceae và SOD glutathione. Tất cả những này, những cái chất này là những cái chất chống oxy hóa mạnh có trong ngô chân chi, được chưa? À, cho nên nó rất là tốt luôn ha, gọi là quốc bảo mà. Rồi tiếp theo là sản phẩm vitamin C. Vitamin C thì chúng ta thấy rồi đó, nó rất là quan trọng vì nó là vitamin mẹ mà. Rồi tăng cường sức đề kháng này, hỗ trợ cảm cúm, cảm sốt, siêu nhiễm virus, nhiễm trùng, hoặc là tăng cường sinh lý cho nam nhờ tương đương lượng kẽm bằng 4 hồng hầu á. Rồi làm sáng da, tăng đàn hồi cho da, cải thiện vết nhăn và tiêu mụn, giảm nám luôn. À, nhờ công thức là gì ạ? C đến 1000 mg cộng với 10 mg kẽm cộng với 20 mg có trong B2. Được chưa? Đấy, công thức của mình là không ai có đâu. Rồi tiếp theo đến cái sản phẩm hỗ trợ về nội tiết. Thì sản phẩm này chúng ta biết rằng là rất là nhiều người cần, đặc biệt là những người muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, những người phụ nữ muốn duy trì cái nội tiết tốt, đúng không ạ? Trong đó có mầm này. Mầm thì dành cho nữ ha, hỗ trợ nội tiết tốt cho nữ, phòng chống loãng xương, giảm các triệu chứng bất hỏa, mất ngủ, hoặc là cân bằng estrogen và ngừa viêm nhiễm phụ khoa cũng như là khô hạn, duy trì vóc dáng làn da nữa và kéo dài tuổi thanh xuân, đúng không ạ? Nhờ thành phần da isoflavone 40% chiết xuất từ mầm đậu nành, và đặc biệt là mầm đậu nành là non GMO và không, và nó có chiết xuất từ hạt lanh. Non GMO là không biến đổi gen đó các anh chị.
nha. Bây giờ nó quảng cáo trên TV với gì, trên mấy cái mạng nó nhiều lắm về về mầm đậu nành, nhưng mà thật sự là nó là GMO hết. À, còn mầm đậu nành của chúng ta là non GMO, có nghĩa là không biến đổi gen, chúng ta dùng hoài luôn nó cũng không có sao hết nha, rất là an toàn. Về bí ngô của Áo thì cho tăng cường sinh lý cho nam giới, hỗ trợ các vấn đề phì đại, ung thư, tiền liệt tuyến, rồi cải thiện các vấn đề ví dụ như tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu bốt, mất ngủ, trẻ em đã giảm, tất cả những cái đối tượng này thì nên dùng bí ngô. Bí ngô không chỉ dành cho nam mà cũng dành cho nữ nữa các anh chị. Rồi tiếp theo bộ hỗ trợ cho xương khớp thì chúng ta thấy có sản phẩm canxi citrate, thì như nãy chúng ta cũng nói công dụng rồi đúng không ạ? Thì về glucosamine thì chúng ta thấy chúng ta có gì ạ? Bảo vệ xương khớp và cột sống nhờ glucosamine nè. Glucosamine còn làm của chúng ta là còn làm đầy đi để tái tạo lại xương khớp. Còn hỗ trợ kháng viêm nữa, giảm các triệu chứng đau do viêm khớp nữa, rồi thoái hóa khớp. Đặc biệt giảm đau là nhờ chiết xuất đặc biệt từ lá ô liu. Lá ô liu làm giảm đau rất là tốt. Rồi, một sản phẩm mà mình thấy rất là hỗ trợ cho rất là tốt, nhất là cái thời kỳ hậu Covid ai cũng nói nhớ nhớ quên quên hết đó, thì chúng ta không quên cái sản phẩm này nha. Chúng ta nên lưu ý cái sản phẩm HQ180. Sản phẩm này thì giúp chúng ta tăng cường trí nhớ và giảm stress, và dòng phòng ngừa thoái hóa chức năng não, hỗ trợ trầm cảm cho các anh chị luôn ha. Rồi hỗ trợ trẻ nhỏ tăng chỉ số IQ để giúp cho trẻ thông minh hơn, hỗ trợ cho người làm việc nhiều với máy tính hay mỏi mắt và khô mắt. Đấy. Rồi một bộ sản phẩm của DC hỗ trợ cho mắt đó là lutein, gọi là thần dược cho đôi mắt đấy, thì hỗ trợ gì ạ? Thoái hóa điện vàng, đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp những đối tượng đó, rồi cải thiện các vấn đề ví dụ như là cận thị, loãng thị, viễn thị và lão thị, và đặc biệt là phòng chống ung thư da, uống mắt mà da đẹp quá tuyệt vời đúng không ạ? Rồi một sản phẩm mà đang rất là hot của chúng ta ngày hôm nay đó là sản phẩm sữa miễn dịch Otlac. Nó có những cái tiêu chuẩn nguồn gốc nè thì rất là tuyệt rồi, từ Úc đúng không ạ? Rồi tiêu chuẩn thì 50, không biến đổi gen, không chất tạo hương vị nè, không chất bảo quản, rồi không chất tạo màu, và đặc biệt là không có chất kết dính đúng không ạ? Rồi nhờ cái gì ạ? Công thức kim cương, công thức kim cương của chúng ta là các cái thành phần trong này đều với cái hàm lượng rất là cao, ví dụ lactoferrin, acg, sialic acid hoặc là gốt, rồi cộng thêm dầu đạm, vitamin và khoáng chất nữa. Và cái bảng này thì chúng ta thấy rằng chín giá trị sử dụng đặc biệt của sữa Otlac, đặc biệt đó là công nghệ độc quyền Vicam. Công nghệ độc quyền Vicam này nó sẽ giúp loại bỏ những thành phần bất lợi, tăng tối đa hấp thu và phát hiện và dẫn đường lactoferrin đến đúng vị trí viêm trong nội mô, giúp tăng hiệu quả sử dụng lên hàng chục lần. Có nghĩa là chúng ta uống một ly và bằng người khác, sản phẩm người khác uống 10 ly á. Chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời hay rất tuyệt vời á? Rất tuyệt vời cô ơi. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta hãy dành tặng sản phẩm của chúng ta những nhà phát minh khoa học, và chúng ta hãy rất là cảm ơn cái điều này đi ạ. Chúng ta may mắn được biết đến sản phẩm DLT đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta hãy nhớ cái bảng giá này, chúng ta chụp cái bảng giá này, xin mời chúng ta hãy ai chưa nhớ bảng giá thì chúng ta nhớ để chúng ta chụp lại, để khi chúng ta tư vấn á thì chúng ta phối khách hàng phù hợp với cái giá tiền mà khách hàng đang đưa ra cho mình ha. Đây tất cả những bảng giá có trên sản phẩm, những bảng giá mà nãy giờ mình đang còn nói tới đó. Rồi các anh chị chụp chưa ạ? Các anh chị chụp chưa ạ? Rồi nha, xong Rồi. rồi Rồi, tiếp theo thì trên đây chúng ta vừa đi qua 8 bước chinh phục thế giới bên trong khách hàng. Bước thứ nhất là các anh chị đọc lại với mình nè. Thu thập thông tin khách hàng. Bước thứ nhất là làm gì ạ? Thu thập thông tin khách hàng. Sau khi thu thập thông tin khách hàng
Thì chúng ta có mấy vấn đề chúng ta quan tâm ạ. Ba cái từ khóa là gì ạ? Thứ nhất là gì ạ? Xã giao. Thứ hai là thu thập thông tin về gì? Chúng ta mở mic lên nói đi ạ. Về cá nhân đúng không ạ? Có bao nhiêu thông tin về cá nhân ạ? Đúng rồi, 5 thông tin, các anh chị nhớ bài hay quá luôn. Rồi, về sức khỏe thì chúng ta có bao nhiêu câu hỏi ạ? Mấy câu hỏi ạ? Đúng rồi, 4 câu hỏi, đúng rồi. Như vậy bước 1 chúng ta có 3 cái từ khóa, đó là xã giao, thu thập thông tin cá nhân và thu thập thông tin về sức khỏe. Được chưa? Chúng ta chưa chụp kịp hả? Chụp kịp slide nào? Rồi chúng ta đi tiếp được chưa ạ? Tí nữa chúng ta sẽ quay lại, chúng ta chụp hình sau nhé. Rồi chúng ta đi lại từng bước này. Bước 1 là chúng ta thu thập thông tin khách hàng này, chúng ta ôn lại chút nha. Rồi bước 2 là chúng ta xác nhận mục tiêu của khách hàng. À, qua những câu chuyện của mình vừa kể thì các chị có đâu đó các anh giúp các anh chị sẽ nhớ lại đúng không ạ? Rồi bước 3 là gì ạ? Bước 3 là gì ạ? Chúng ta đi vào thế giới bên trong khách hàng được chưa ạ? À, khi chúng ta đi vào thế giới bên trong khách hàng thì chúng ta thấu hiểu khách hàng đúng không ạ? Và tìm ra mục tiêu của khách hàng là gì và những cái lý do vì sao khách hàng chưa đạt mục tiêu. À, điều đặc biệt ở đây là chúng ta nên lắng nghe khách hàng nói, chúng ta không nên nói nhiều đúng không ạ? 80% lắng nghe và 20% là chúng ta nói thôi. Rồi bước xong bước 4 thì chúng ta làm sao ạ? Tìm hiểu xem kế hoạch của khách hàng là gì, đúng chưa? Rồi bước 5 là chúng ta sẽ đưa ra những cái nguyên nhân và giải pháp. Rồi bước 6 chúng ta kể những câu chuyện thành công. Và bước 7 chúng ta sao ạ? Giải đáp thắc mắc. Và bước 8 chúng ta giúp khách hàng ra quyết định. Chúng ta làm bài tư vấn viên á, làm bài thiết kế bữa ăn, hoặc là chúng ta thi ngày 30, chúng ta thi ngày 29 hay 30 thi nhỉ? 30 27 27 28 29 30 ngày 30 chúng ta thi. Ngày 30 chúng ta thi thì chúng ta sẽ thực hành theo 1 2 3 4 5 bước. À, 5 bước. 5 bước để chúng ta thiết kế bữa ăn là được rồi. Còn những cái bước sau thì chúng ta mở rộng và chúng ta có thể kể thêm và giải đáp thêm để giúp chúng ta có những cái xử lý thôi ha. À, và cuối cùng là chúng ta giúp khách hàng ra quyết định. Được chưa? Rồi, trên đây thì chúng tôi vừa chia sẻ cho các bạn 8 bước để chúng ta chinh phục thế giới bên trong khách hàng, để giúp cho chúng ta trở thành một tư vấn viên chuyên nghiệp. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe tôi chia sẻ cái bài này. Rất là biết ơn tất cả các anh chị, biết ơn thời gian của các anh chị, và chúc cho các anh chị trở thành một nhà tư vấn viên thật sự xuất sắc, giúp khách hàng của chúng ta đạt mục tiêu. Bye bye, xin chào các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Xin trả phụng dung lại cho MC ạ. À.